ngoại hình thì không quan trọng, càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Năm nay em 27 tuổi. Em làm việc là hiện tại là ở Bình Dương. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Nhà em thì ở Đồng Nai. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Quang Vinh. 29 tuổi. Em ở Bến Tre. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Chà, giáo viên dạy về gì? Dạ giáo viên dạy về thể dục. Dạy ở quận nào? Dạ em dạy ở Gò Vấp. Cũng ấn tượng quá ha. Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha. Khỏe. Thôi ơi. Mình đến đây để tìm một người yêu như thế nào, bạn có thể chia sẻ luôn. Ngoại hình thì không thành vấn đề, quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi, đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ hả? Nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không trời ơi. Gái chắc ít con này lắm, không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, ca biết hát. Rung quá chị ơi. Hít thở, đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non, mông ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá, chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành, sâm nhà tranh. Em qua mấy sông, vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặng lội về thăm. Dạ, hết rồi chưa? Hết rồi. Bài ta vui quá, hát xong nó buồn hiu rồi trời. Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi trắng tươi à, mình đi trắng tươi. Trời ơi, chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì kỳ vậy? Người ta nói đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ ha. Dạ, có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa, tôi chưa. Dạ không. Thích ở dơ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy. Bên kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lôi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Gì mà dữ vậy? Trời chứ không đến nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người người ta ngồi phía sau á, hay than vãn về vấn đề tiền bạc á. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. À, gì vậy? Có than vãn. Hàng tháng thì nhiều khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em cũng xài. Mượn thôi. Như phải than vãn. Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời ơi, đen hơn Huyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói nghe, em tưởng anh đâu. Trời ơi thôi, đây người ta đẹp trai, ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hớt lạ, ta quên giờ mới nhớ đó. Con tóc lạ vậy. Em ra tiệm em kêu hớt cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre ta kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Chắc chắn đen ha. Tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Phải cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi là thích mấy người đàn ông vậy lắm á. Đó, bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm bên văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn Viện. Dạ em tên Học, là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được á. Dạ. Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái em, với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được, cao ráo, đen chắc giống ý của em. Em cười cũng dễ thương, cũng dễ gần chứ không,
không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi. Trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới luôn. Em chị là nó rất là nghiêm túc, tính nó là quyết đoán lắm, như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu, cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ thầy về thể dục mà, thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt, mình chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp em có quyền nói trước. Dạ, hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á là cao trên 1m50 á. Mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không, ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh. Nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ, em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ, nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy á, thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ 2 tới thứ 6. Đến 7 chủ nhật thì anh dạy có buổi rồi. Còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi, nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần, coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay năm sao? Năm nay có đám cưới gì không? Dạ, năm nay em không có đi coi. Có coi tuổi hợp bằng nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em coi em biết. Ủa, em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bằng nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè. 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái anh nói. Bạn này đã biết rồi, tuổi tỵ. Dạ, hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. 87 rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn rừng qua rừng lại, rừng qua rừng lại gì nè, được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy. Đâu có, chưa chắc à nha. Chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái, thầy bói nói gì rồi, nói sao? Dạ, thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cao cao mà em không biết phải không. Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng, mình thể hiện ơi thầy giáo dạy thể dục. Nói chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được, nhưng mà không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Đã như cho em xếp được tướng bóng để thể hiện là em là không, em thật sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi xong, mất bóng. Đó, 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 đó. Sao chu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ được. Để đỡ cho em được không? Hay sao em? Dạ thấy thì được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Anh tên đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? Anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm nút được chưa? Vậy đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà, nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi, người đen thùi lùi. Giống như bạn đen với phấn trắng vậy ha. Không mà nhưng mà hợp đấy.
lên. Không bạn gái cái đi. Sao không sao? Không đã, đồng ý không quý vị? Nào. Xin chị gái, xin chị gái trước. Có chị gái không xin gì chứ. Cảm nhận sao? Dạ. Nó lăn lăn sao? Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. À, em chỉ cần bình thường giống Nhã Phương chút. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. À, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. À, chào toàn thể quý vị khán giả. À, em chào người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn. Quá dữ. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo, năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm thiết kế nấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hơn nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi? Hỏi cho biết bắt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Topeka. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Dạ, em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả dạ, cho em. Dạ, giống Nhã Phương chút. Yêu cầu cũng thấp quá hả? Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng. Và phải biết con quan tâm, chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ. Bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm, không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ hút luôn. Một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói em. À, hơi nhiều. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xét quá xét nét, có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Rồi em muốn được mấy chai? Một chai. Một chai hả? Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rủ người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em? Có hay đi chơi với bạn với bè bên ngoài cà phê, ca hát gì không? Dạ bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị trong công ty. Dạ, vậy là hát hay lắm phải không? Dạ em cũng từng là cây văn nghệ của lớp. Rồi, vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền. Em hát một đoạn này nha. Được rồi, đứng lên hát, mình biểu diễn luôn em. Mình một cây văn nghệ mà. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đăng ly. Chào anh ạ. Hay quá. Cảm ơn em. Giọng hát rất là trong sáng ha, ngọt ngào ha. Dạ em thích hát. Thích hát hả? Dạ thích quẩy nữa. Được. Nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao? Do bản thân anh là không chịu sửa thôi, chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được. Muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em không ngửi được mùi thuốc. Cái này quan trọng lắm em. Cô ấy không ngửi được mùi thuốc. Nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em. Em bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Được à, được, được. Mừng quá. Tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó. Sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà rồi, đẹp dễ thương nữa. Lắm rồi nha. Mà cổ quẩy lắm nha. Anh có sức quẩy với cổ không? Nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được. Quẩy kiểu sao là hợp? Đâu thử làm cái giống cổ không? Làm thử cút coi được không? Làm cút coi quẩy được không? Đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn. Đứng lên bình thường. Đứng lên. Nào tự tin lên, trời ơi đàn ông mà. Đúng rồi. Vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy từng từng à. Rồi bắt đầu. Gặp em từ buổi xem nhạc mấy luôn. Giọng ca ngọt thêm xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào. Từ khi hát
vậy tôi không biết sao quẩy luôn á. Quẩy là quẩy thì sao? Thôi ngồi xuống đi. Không hát dễ thương. Không có giờ vậy nè, chút xíu nữa đó. Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát rồi anh sẽ quẩy. Chết chết mắt tôi chi. Áp lực à, áp lực à. Mà sao bóng tay để chi dài vậy anh? Em chưa kịp cắt. Về kêu anh cắt bóng tay nha cưng. Dạ. Trời ơi, thằng ông để bóng tay dài. Đi với ai? Dạ em đi với chú. Gặp chú cái rồi. Dạ xin chào Quỳnh Linh, xin chào Cát Tường. Chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú? Hai chú cháu đi từ Củ Chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là giống là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là ok. Dạ. Con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với anh em khán giả đây á. Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là vững chạc. Thì tướng thì cũng lịch sự, nói chuyện dễ thương thì cũng ok rồi. Chú cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau. Dạ con cảm ơn bác. Bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chị hốt. Mình đàn ông lớn xíu rồi con. Đàn ông nói chuyện lớn tiếng lên. Đúng rồi. Như đục rè quá. Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em. Và nếu như mà được tìm hiểu em lâu dài thì con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn hai ba gia đình. Bây giờ rồi, là chúng ta gặp nhau nha. Cảm không có áp lực gì hết trơn á nha. Còn áp lực không? Dạ còn. Còn nữa trời ơi. Ba dưới đang để ý đó, nói lớn lên đó. Thôi là không có gả con đâu. Dạ anh Thảo ạ. Dạ, anh có món quà. Món quà này là anh tự tay làm. Dạ. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua. Mở luôn, tôi coi coi. Là hộp không chứ không có gì trọng á. Trời ơi, trái tim. Mở nữa, mở nữa, mở luôn. Cô đừng gắp trái tim của người ta kìa. Son. Chắc là cây son. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Món quà này phải cất thành kỷ niệm nha em. Dạ. Đó, đẹp nhất trái tim, tự tay làm. Không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ? Dạ. Em rất đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm. Nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ. Thì em cho anh cơ hội nhớ tên em lần nữa. Em tên là Thu Lập ạ. Rồi cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ hoàn hảo chị. Giống như lời chú nói không? Dạ giống. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cảm nhận anh là người thân thiện, dễ gần. Hơi nhút nhát, hơi áp lực. Em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay, biết đàn và biết chụp hình. Anh thì chụp hình dữ dằn. Tại vì anh làm bên thiết kế nấn á. Đa số là anh đi chụp hình về để xử lý hình ảnh. Nói anh chụp hình đẹp lắm, chụp hình dữ dằn. Ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát, anh này quẩy. Quẩy đi. Em mình trẻ trung mình thấy. Mạnh mẽ chưa? Truyền qua cái sức sống quá trời. Đúng chưa? Nó mạnh mẽ năng động vậy. Nói lên đi, người ta đứng rồi mà mình không đứng. Thôi ý sắp tới em tính làm gì? Đứng lên đi, anh đừng có quả cho người ta, nhảy nhót vô. Rồi mới được à. Anh không biết làm gì luôn á. Anh chỉ cần nghe được rồi, em cần người lắng nghe nhiều hơn. Dạ. Để em nói vậy đi, dễ chị Cát Tường chặt chém anh. Dạ. À, em hát xong thì anh trả lời nhé. Trả lời. Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn. Dạ. Gửi gắm tâm sự đó. Dạ. Hứa đi anh, hứa với em nhé anh, sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em. Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình, anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau. Dạ hết rồi em. Anh cái điều đó anh có hứa được không ạ? Việc anh hứa thì anh sẽ hứa. Cũng quầy vốn. Hai bạn ngồi xuống đi. Rồi, về chỗ ngồi. Thôi bây giờ mình tỏ tình đi. Nói tận đáy lòng của mình bạn trai nhé. Anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em có một bờ vai vững chắc. Anh chỉ muốn là em tiếp nhận, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện. Được. Hay quá. Tên gì? Bạn gái tên gì? Nhớ không? Dạ bạn gái tên Lập. Gì? Cái gì Lập? Em quên cũng. Thôi cũng có nhớt giác em nhớ được tên Lập. Nhớ tên là được. Thu Lập. Dạ. Nha. Dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha.
đặt tay lên nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, không bởi tác bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả. Không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thở vào nhẹ nhõm. Nắm tay nhau đi. Tay mắm. Nhưng mà từ anh Cấm thì còn cái này là một sản phẩm của công ty anh thì anh cũng sẵn, tại vì anh kinh doanh anh bán này thì anh gửi em. Em cảm ơn anh. Mà sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy? Dạ em mua chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại luôn. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Em chào anh. Chào em. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em là Thân Trọng Vũ và em sinh năm 1987, quê em ở thành phố Buôn Mê Thuột. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Em làm bên kinh doanh của một công ty về thức ăn nhanh. Coi như là phòng kinh doanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời em gái giới thiệu. Em xin được trân trọng giới thiệu, em tên là Phạm Thị Như Ái. Năm nay em tròn 29 tuổi. Gia đình của em hiện tại đang sinh sống tại Bình Thuận, nhưng mà em cùng sống cùng với em trai của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, với bộ phận là nhân viên tư vấn chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh thoát vị đệm và thoái hóa cột sống của nhà thuốc gia truyền Đông y Trần Vượng tại Củ Chi. Nãy giờ chưa tưởng em giới thiệu nghề nghiệp em là MC chứ. Dạ. Nói càng dài làm thoát vị. Điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, năng động và tự tin, là mẫu người của gia đình. Đối với em, gia đình là trên hết. Em thích nấu ăn, em thích chăm trẻ. Em rất là có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Bởi vì là trước đây đó chị, em đã từng chăm và nuôi đẻ cho chị gái của mình 3 lần. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ cho nên trong công việc thì em là một người rất là nhiệt tình và năng nổ. Đối với em đã làm đến chốn. Thân thiện và vui vẻ với mọi người và rất là dễ làm quen. Còn về cái khuyết điểm của em á, chính là em thích du lịch nhưng mà em lại say xe. Vì đó làm cho em có thể là rất là bất tiện trong những cái chuyến dã ngoại đi chơi xa với lại người thân và bạn bè. Nhưng mà em có thể uống thuốc. Dạ. Còn một cái khuyết điểm nữa là em cảm thấy mình là một người rất là thẳng thắn. Chính vì thẳng thắn cho nên là có cái chuyện gì đó là em không giữ trong lòng được, là em sẽ nói ra ngay. Dạ. Thế thì cũng không vấn đề gì. Dạ. Rồi, bạn trai. Ưu điểm của em thì em thẳng thắn, biết nấu ăn, chăm lo cho và luôn luôn nghĩ về gia đình. Thì em là một mẫu người đàn ông của gia đình. Em là một người cũng khá là vui tính. Về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Ví dụ như có thể là bắt đầu một cái công việc mới thì em sẽ là làm việc chậm hơn bình thường. Nhưng mà khi mà em đã làm quen một công việc đó thì em tự tin mình làm rất là nhanh. Thì nó cũng là ảnh hưởng chậm đúng không? Cái anh trước mới chậm. Và cái thứ hai nữa là em cũng cảm thấy là mình chậm. Tại vì bằng tuổi em thì con cái đồ đông hết rồi mà em cũng đi sâu vài bước. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Em có 2 mối tình. Tại sao mình phải lại chia tay? Do cái khắc tuổi, mệnh. Em hợp với tuổi gì? 91 nè, 89. Anh ơi, hợp với tuổi em đó anh. Em tính mấy? Dạ em 89. Rồi vô, khỏi nói nữa. Để yêu nhau 2-3 năm mà nó không hợp tuổi. Anh lo là lo cái đó. Bây giờ hợp rồi thì chắc chắn là phải giữ nha. Dạ. Cái tình trường của em sao? Tính ra thì em có một mối tình chính thức và 2 mối tình kiểu say nắng chị. Đến năm 2015 thì em lần đầu tiên quen chính thức là em 25 tuổi. Thì cũng có tìm hiểu, tại vì cùng quê chị gần nhà. Quen một thời gian thì thấy không hợp. Cái không hợp đó chính là yêu xa. Không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em chị nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Giống như cái kiểu là sáng thì sáng nắng, chiều sáng thì nắng, còn chiều là chiều lại thì coi như là tắt đèn luôn vậy chị. Nghe em gái tâm sự mà thấy thương. Nói chung quá. Là em cần một cái gì đó nó khác, một cái tình yêu cho nó lãng mạn một chút. Rồi thôi bây giờ bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình nói cái chuyện mới đây đi ha. Em gái cần tìm một người yêu như thế nào? Em rất là nghiêm túc và em mong muốn sao tìm được một người có thể hiểu em, có thể thương em và có thể là chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ cần là có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu và có một nụ cười tỏa sáng như em là được. Điều gì em không thích người đàn trai? Dạ, chịu lừa dối, không biết quan tâm tới gia đình. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính.
Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Dạ. Nãy giờ bạn gái yêu cầu vậy, em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hầu hết là em cũng đáp ứng được. Vậy là tốt. Mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? Còn em, mẫu người bạn gái của em đó. Thì em mong là một người phụ nữ của gia đình. Em nghe bạn ái bên đấy nói thì bạn đó cũng biết chăm con. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Được rồi. Nhưng cũng đừng vì cái điều mà phụ nữ biết chăm sóc con cái mà mình không chăm sóc phụ nha. Đàn ông mình bây giờ cũng phải chăm sóc phụ con cái, chia sẻ với phụ nữ ha. Dạ. Yeah. Rồi, thì vậy tốt rồi đó. Rồi em chào chị. Chào em. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Chắc là hút thuốc, đánh bài, đua xe hay là những vấn đề đấy. Em nói mấy cái của đàn ông không vậy? Người phụ nữ nào mà có nhiêu đó chắc đuối luôn à. Tại vì cái đấy là em không thích thật. Ừ, dạ. Không ai thích hết trơn mà cũng không ai có đâu sợ. Rồi bây giờ chị hỏi em nè, là mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Thì em cũng có chuẩn bị nhưng mà nói thì hiện tại thì cũng chưa có nhà ở trong này. Nhưng mà em quyết định là lập nghiệp trong này thì chắc cũng sẽ có trong một thời gian ngắn thôi. Bao lâu nữa thì mình có thể tính tới chuyện đám cưới được? 6 tháng hay 1 năm nó không thành vấn đề. Thì cũng cần là xem sớm một chút. Dạ đúng rồi. Mọi thứ chị thấy chuẩn là ok hết rồi. Vấn đề làm sao em thuyết phục được bạn gái. Chứ chị thấy hay, bạn gái này rất phù hợp với tiêu chí của em luôn. Dạ. Cố gắng lên nha, tự tin, bản lĩnh. Dạ, quyết chiến quyết thắng. Em cảm ơn chị. Được. Để anh Quang tham khảo thăm bạn gái ở sau nha. Dạ, được. Anh hỏi giúp em nha. Chào anh Linh. Ừ, chào em gái. Dạ. Dễ thương ha. Em trai bên của anh á, theo anh đoán được là đây chàng trai rất là vững chãi ha, rất là chân thành nữa, và cũng biết lo cho gia đình. Còn em nãy giờ em nghe nói thì em cảm giác ảnh như thế nào? Cũng phù hợp với mẫu người của em, cũng khoảng 60%. 60% hả? Dạ. Được rồi, em nãy em nói ở Bình Thuận phải không? Dạ, em ở Bình Thuận á. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Mê Thuột thì cũng không xa lắm. Dạ, em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng có cái đường đi đẹp lắm. Vậy hả anh? Em thấy cũng hơi xa. Không, được. Anh ơi, anh ơi. Ơi em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ làm sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài rì sự ở đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ, tại lúc nãy em có giới thiệu là em hay say xe á. Cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa xôi. Nhưng mà đối với em, nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Hay quá. Biết nói dễ sợ vậy. Không, nãy giờ em nói chuyện anh thấy rất là hay đó. Anh chấm em rồi đó. Dạ. Được. Mạch lạc ha. Mạch lạc. Bên đàn gái ok. Đàn gái chuẩn lắm á, nhà trai cố lên nha. Được rồi. Rồi bây giờ mình đi với ai không nè, để ý kiến của người thân. Hôm nay thì em đi với những trợ lý xinh đẹp của em, cũng FA luôn chị. Một người góp mặt hôm nay em xin trân trọng đó là anh Trần Cường, chính là sếp của em. Rồi. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và các anh chị trong trường quay. Xin nhận xét người bạn trai bên này thì rất là cao ráo và dễ nhìn. Đó, và nhân viên kinh doanh cho nên là cũng rất là phù hợp với phong cách của Như Ái bên kia. Nhận xét về Như Ái trong công việc thì Như Ái rất là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, đã làm công việc gì thì làm từ A đến Z, làm cho tới nơi đến chốn. Anh thấy bên này là rất ok, đúng tiêu chí mà em đặt ra. Nhưng mà sếp phải tạo điều kiện cho những lúc mà hẹn hò chứ, được không? Ok, đấy là trách nhiệm của sếp phải hỗ trợ cho làm sao Như Ái có một cái mái ấm. Đúng rồi, đúng rồi. Trai đi với ai? Hiện tại thì em đang đi với lại giám đốc của công ty. Bên cạnh là em trai, em ruột của em. Rồi, rồi mời sếp trước đi ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Vũ với lại là em Ái. Ở góc độ của cá nhân anh, cho anh chia sẻ với Vũ một chút xíu. Ở chỗ bạn Ái thì nói về ngoại hình thì rất là tốt rồi, rất là đẹp, rất là xinh. Tính cách, cá tính, mạnh mẽ, đó là một người đáng để làm vợ đấy. Còn ở góc độ của Vũ thì một người con trai rất là khéo, nói khéo như tài lẻ lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì rất là kiên định, chịu khó, cũng đáng là người để làm chồng. Nên là anh mong hai em cố gắng. Dạ, okay. Yeah, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ con sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Yeah, rồi. Xin mời. Chào em. Anh có một cái để em dặn trước em ha. Dạ. Yeah. Em gửi anh. Ừ, rồi cảm ơn em. Cái bao thơ đó là cái gì em, quà đó mình có thể xem được không? Dạ được chị. Anh cứ giải quyết từng phần quà có từng người một đi anh. Rồi, giải quyết quà từng người một kìa. Cái hoa này thì tự anh làm, nhưng mà tự anh cắm. Thì còn cái này là một sản phẩm công ty anh, thì anh cũng sẵn, tại vì anh kinh doanh anh bán này thì anh gửi em. Em cảm ơn anh.
Mà dạ. Sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy? Dạ em ơi, em mua đó chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại thôi. Em coi quà bạn gái kìa. Chào anh, người lạ ơi. Qua chương trình bạn muốn hẹn hò, nay em được gặp anh. Phải chăng đó là chữ duyên? Người ta nói duyên là do người xếp đặt, phận là do người chọn. Em hy vọng chương trình sẽ mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta ngày hôm nay. Em gửi tặng anh món quà làm kỷ niệm cho duyên gặp nhau này. Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Ái. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đó. Khui quà luôn em. Anh có thể khui quà của anh á. Ồ. Cái gì vậy em? em tưởng con rắn. Không phải. Nhìn nó. Này là em tự chuẩn bị. Mở ra nó đậy lại. Em anh có thể giúp em mở ra được không ạ? Nó là một cái hình đây là hai người. Anh có thể mở cái nút ở dưới này được không? Gì bối rối quá vậy, đẹp quá. Cái món quà này anh nhìn vô anh thấy, nếu mà mình nhìn bình thường thì nó chỉ là một cái món quà, một cái vòng tròn thủy tinh và chỉ có hai người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bật cái nút nhạc lên, nó nhạc vang lên và nó có nhiều màu sắc, nó thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống này nó có rất là nhiều màu sắc, nhiều cái cung bậc, cũng như có bốn mùa xuân hạ thu đông, có thể liên tưởng tới bốn vị ngọt đắng cay bùi của cuộc sống này. Thì em hy vọng rằng nếu như mình có duyên với nhau thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua, vượt qua tất cả những khó khăn để mình đến với bến bờ hạnh phúc và có một cái cuộc sống như những người khác mong đợi. Hay quá. Nhưng mà em tặng quà này không phải là nó ý nghĩa vậy mà anh bấm nút nha. Không phải, nếu như mình có duyên thì anh bấm nút, còn nếu không có duyên thì em nghĩ đó sẽ là một người bạn của anh. Khi mà anh buồn anh có thể bật nhạc, khi anh vui anh cũng có thể bật nhạc và tiếng nhạc sẽ làm cho anh cân bằng cuộc sống lại và anh sẽ vui hơn. Chính xác. Anh hiện tại vào lúc này thì anh cảm thấy là khi mà sau khi nhận được món quà và những lời của em thì anh cũng thật sự rất là vui rồi. Yeah. Thì cũng cảm ơn em vì cái món quà này. Anh em mình muốn lên một cái chương trình như thế này thì cũng trải qua khá là một nhiều quãng thời gian. Ngoài đường thì cũng rất là đông. Có thể là anh em mình gặp nhau nhưng mà chưa chắc đã được ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Thì anh mong là nếu như mà đã có duyên như vậy thì anh em mình hãy cho nhau một cái cơ hội để biến là cái hình trái tim này nó đúng nghĩa với nó luôn. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì hiện tại thì anh cũng có nhiều câu hỏi, nhưng mà anh nghĩ là những gì nãy giờ anh nói chuyện với em á, và anh nghe những lời của em nói thì anh nghĩ là như thế cũng là đủ để anh phải biết anh cần làm gì. Anh có thích làm những công việc từ thiện không? Anh cũng hay đi. Em nghĩ là mai mốt anh không cần đi xa đâu. Tại vì nhà thuốc của em á là vào những ngày cuối tuần, anh thứ bảy chủ nhật á là bên em thường tổ chức những buổi đắp thuốc từ thiện, bấm nguyệt hoặc là chữa nắng chỉnh xương dành cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến đó điều trị thoát vị ở đệm và thoát cuộc sống. Anh có thể là chia sẻ công việc với em và có thể đến đó cùng với em giúp thầy của em được không? Anh sẵn sàng thôi. Hiện tại á mẹ em ở dưới quê á, nói chung là gia đình của em á thì không có làm nông nhưng mà có buôn bán và lúc nào cũng tôn trọng cái sức lao động. Chính vì vậy là mặc dù lớn tuổi nhưng mà mẹ em vẫn làm công việc. Tới thời điểm này mẹ em rất là vất vả nấu món ăn để mà bán đồ ăn sáng, nên là em rất là thương mẹ của em. Em hy vọng là em sẽ gặp được một người có thể hiểu em và chia sẻ em, có nghĩa là sẽ thương mẹ của em cũng như là thương em thì phải thương những người thân của em, thương mẹ của em như thương mẹ của anh. Anh có làm được không? Gia đình anh thì xuất phát là từ nghề nông, bên anh từ nhỏ đã làm cà phê rồi, nhưng có thể là nuôi 6 anh chị em đều học đại học và ra trường đều đi làm hết. Thì anh cũng xuất phát từ nghề nông và nên những cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó khá là bình thường đối với anh. Mẹ em chỉ mong muốn sao cho những đứa con của mẹ em có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi là mẹ em đã vui rồi, cho nên là em cần một người có thể hiểu và sống tình cảm như vậy đó. Đường đời á, em gặp rất là nhiều sự lựa chọn, có đôi lần em sự lựa chọn sẽ sai lầm. Yeah. Thì ngày hôm nay cũng là một sự lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn lớn hơn. Thì anh nghĩ là anh cũng không phụ lòng em để mà làm em phải sai lầm trong cái lựa chọn này. Hay quá. Tuyệt vời. Hôm nay tôi chứng kiến một câu chuyện này đầy cảm xúc đấy. Chứ tôi không nói nhiều nữa. Con tim các bạn sẽ mách bảo điều đó. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Gái ấy. Đây là một cặp đôi mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tất cả vất vả, tất cả giông bão trong cuộc sống. Hai bạn bấm nút mà tôi muốn khóc luôn đó. Thật sự nghe cuộc nói chuyện của hai bạn rất là xúc động. Tuyệt vời nha. Cố gắng nha. Anh mong chờ tin vui từ các bạn.
Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Mình hơi nói nhiều, với lại cũng hơi khó tính do mình làm với người Nhật nó quen, nên là thời gian với giờ giấc đối với mình là quan trọng. Em thích bạn nam là da đen một tí cũng được, đầu hói một tí cũng được. Gì kỳ vậy? Anh khoái bên đàn gái rồi. Ủa sao vậy em? Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh, bạn bên kia Bắc Mình và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Kim Loan, sinh năm 90. Em đến từ Quảng Ngãi, hiện giờ là em đang ở Hóc Môn. Công việc của em là nhân viên nhà thuốc Tây ạ. Rồi, mời bạn nam. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia tấm màn và chào toàn thể các bạn ở đây cũng như các bạn xem truyền hình. Mình tên là Lê Văn Duyên, mình đến từ Phú Yên, hiện đang làm công dịch viên cho công ty Sankogiken của Nhật ở Bình Dương. Bạn học tiếng Nhật hả? Dạ, ngày xưa em đi thực tập sinh bên Nhật 3 năm ạ. À, bây giờ mình nói chuyện về cái điểm ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, thì ưu điểm của em là dễ hòa đồng với mọi người, làm quen nhanh với mọi người. Bạn bè của em ở đây hôm nay tới chương trình tham dự cũng đông. Có khuyết điểm gì mạnh mạnh giới thiệu cho bên kia nghe khuyết đi. Khuyết điểm thì mình hơi nói nhiều, với lại cũng hơi khó tính do mình làm với người Nhật nó quen, nên là thời gian với giờ giấc đối với mình là quan trọng. Rồi, còn bạn nữ? Bạn nữ. Em là người sống chân thành, tình cảm, nghiêm túc và có trách nhiệm. Em là người thực tế cho nên là đôi khúc mà không được lãng mạn lắm đó chị. Dạng như là cũng ít nói cho nên là em thích bạn nam hơi nói nhiều một xíu. Dạ. Ngại trước đám đông, hiện giờ em đang rất là run. Rồi đúng rồi đó, thích nói nhiều kìa, nói đi. Bây giờ nè, bạn gái thích nói nhiều, đây là cơ hội để bạn giới thiệu. Ha, à, bây giờ giới thiệu bằng tiếng Nhật luôn. Kiyo wa minasama, kiyo wa isogashi de kedo, koko de watashi no deto no jikan sankashiru kokoro kara kansha shimasu. Thì hôm nay cũng cảm ơn các bạn ở đây đã tới dành rất là nhiều thời gian của quý báu của mình để tới tham dự chương trình. Thì từ tấm lòng mình rất cảm ơn các bạn. Hát bài Nhật đi không? Em hát người ta bỏ chạy hết mấy bạn ở dưới. Nên là thôi cái đó xin anh Quyền Linh cho em bỏ qua cái đó. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Từ đó tới giờ thì em ế bình vững hai mấy năm rồi chị. Ế bình vững hai mấy năm luôn hả? Dạ. Trời, xây tường chi mà chắc dữ vậy em. Lúc sinh viên thì em có cảm nắng anh kia, nhưng mà do em nhát quá cái ảnh có người yêu luôn, cái em tịch luôn. Tịch luôn. Xong rồi em nghĩ là em học xong em ra trường kinh tế ổn định thì em sẽ quen. Nhưng mà khi ra trường xong rồi em làm thì công việc của em nó chiếm nhiều thời gian quá. Công việc của em nó không có nhiều bạn nam cho nên là cũng khó quen ai á chị. Bây giờ mà có cơ hội là phải chụp cơ hội liền, đừng có để nó tịch nữa nha. Nha. Thế bây giờ muốn lập gia đình chưa? Dạ muốn. Bao nhiêu năm nữa thì đám cưới được? Trong một năm trở lại là được rồi. Một năm trở lại là được ha. Lại bên rồi đây hỏi bạn trai bên kia. Thấy chưa, có mối tình nào cười tủm tỉm hoài nè. Anh kia em mấy mối tình một rồi? Mối tình bắt tay ha. Dạ em thì cũng có hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình dài nhất thì khoảng 6 năm anh ạ. 6 năm luôn. Trời đất ơi. Dạ. Quen 6 năm sao không cưới vậy em? Ngày đó thì hai gia đình nói chung là không môn đăng hộ đối, nên là mình có một cái rào cản đó nên là không đến được với nhau. Thì giờ bạn đã cũng lập gia đình rồi, nên là giờ em quyết định cũng tìm một nửa cuộc đời còn lại của em. Nên là em quyết định tới tham dự chương trình ạ. Em muốn tìm một nửa cuộc đời của em như thế nào? Do nhà em thì cũng có một mình, nên là đối với em mẹ cũng quan trọng. Thì người ta nói giàu gì bạn sang vì vợ, nên là hy vọng là bạn gái của em thì chỉ cần biết chăm lo cho gia đình. Bạn gái nghe tiêu chuẩn của bạn trai thì thấy như thế nào? Dạ thì em đạt khoảng 50%, còn lại là mình ra ngoài mình tìm hiểu, thì nếu hợp thì cái đó cũng có duyên á chị. Mình đặt ra tiêu chí tìm bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn, biết sống, không bảo thủ lắm. Đi đến hôn nhân thì có thể san sẻ buồn vui trong cuộc sống cũng như là công việc nhà của gia đình. Thì mấy cái chuyện đó chắc là không sao, yêu thương nhau mình chia sẻ với nhau bình thường. Rồi. Dạ. Bạn có yêu cầu gì nữa không? Em thích bạn nam là cao khoảng 1m56 trở lên. Da đen một tí cũng được. Đầu hói một tí cũng được. Gì kỳ vậy? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên khoái đầu hói vậy? Anh khoái bên đàn gái rồi. Ủa sao vậy em? Cái vụ khoái hói là anh khoái rồi đó. Em nghĩ là ngoại hình nó không nói lên được tính cách. Đúng rồi. Dạ, với lại đầu hói để em đi máy bay miễn phí cũng được chị. Trời đất ơi, cô này lạ nha. Thôi để tôi qua tôi coi anh này cái đã. Dạ chào chị. Trời ơi, không có hói.
mà người ta thích hói hói chút cũng có sao. Không ấy dễ ghét cậu. Cô nào vô mở ra cái em không thích người hói, không thích người bận bự mắc mới gì em thích. Cô này là cô muốn nhanh đó, năm thôi đó, thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? 6 tháng tới 1 năm, do mẹ cũng hói lắm rồi. Mà mẹ có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào thì không? Thì mẹ hồi xưa giờ em quyết định cái gì thì mẹ tôn trọng cái quyết định của em, như em chọn là mẹ chọn. Có làm dâu không hay là mình? Thì nếu mà được làm dâu thì càng tốt, nhưng mà em nghĩ tương lai em còn muốn lập nghiệp ở trong này, nên là toàn bộ em sẽ chuyển gia đình vào trong này. Và theo dự định của em thì ở Bình Dương. Em có một cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Thực tế là làm việc với người Nhật là hết việc chứ không hết thời gian. Với lại em cũng kinh doanh thêm bên ngoài, mà những cái thời gian đó, ví dụ như người phụ nữ mà cái hay cằn nhằn, mình không về được, thì mình cũng muốn, em mong muốn người phụ nữ là có cái bao dung xíu. Vấn đề là mình phải tạo cái niềm tin cho cô ấy thôi. Thì tạo niềm tin, nhưng mà ví dụ như thiếp đi công tác ở Hà Nội hay ở đâu, thực tế em cũng phải đi theo. Thời gian mình không chủ động được đúng không? Trong tương lai thì một vài năm nữa thì mình có thể ra làm riêng, thì cái lúc đó thì chủ động 100% cho gia đình được. Thôi đừng nói câu đó, rủi ông chủ ông nghe ông buồn. Bây giờ đi ráng đu theo ổng đi 2-3 năm rồi kiếm mớ vốn, đi đem tiền về vợ giữ là được. Nha. Dạ. Thế em đi vậy rồi vợ ở nhà rồi em có ghen không? Mình đã tin thì mình không ghen, còn mình đã ghen thì mình không tin. Mà đối với em tin thì mới cưới, còn không tin không cưới. Lập luận vững chắc. Được rồi. Em nghe hết rồi ha. Dạ. Anh qua anh giao lưu với đàn gái chút xíu, coi tình hình sao nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em nghe giọng Phú Yên dễ thương không? Dạ dễ thương ạ. À, nhưng mà con cái này anh nói đó, anh đi suốt, em thấy sao? Ví dụ anh đi hoài, dù khi đi công tác cả tháng luôn á, được không? Dạ thì nếu mình tin tưởng thì bạn nam dù đi xa tới mấy thì vẫn là như vậy. Còn nếu mà ghen rồi thì bạn ở nhà thì vẫn ghen thôi. Đúng rồi, nếu mà được á là 6 tháng làm luôn nha. Dạ. Thí luôn ha. Dạ. Nhưng bây giờ là anh muốn là lập nghiệp ở Bình Dương đó. Dạ cũng được ạ. Được luôn. Dạ. Rồi. Anh thấy anh đây cũng hiền, mà cười rất có duyên nữa ha. Lanh lợi, nói chuyện Việt như gió nữa đó. Vậy em nói tiếng Việt, anh nói tiếng Việt chắc vui lắm. Mình có đi với người thân không em? Mình hỏi thêm ý kiến của người thân nữa rồi quyết định. Dạ em đi với em họ em ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Chào quý vị khán giả anh trường quay. Em là em họ của chị Loan. Thì chị của em là một người rất là hiền. Chị nấu ăn rất là ngon. Điểm yếu là chị rất là ngại đám đông, và nhất là đàn ông chị ngại. Còn anh bên đây thì em thấy anh rất là chững chạc, rất là hợp với chị của em. Em là em bấm á, nên còn quyết định là của chị em. Nên em nghĩ là hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Gái là cảm ơn rồi đó. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em ạ. Dạ mời chị. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào quý vị khán giả. Em trai của chị là em yên tâm đi, tại vì dì của chị có mình nó, nó tự lập từ hồi nhỏ vậy luôn. Rồi còn em gái ở bên này thì chị thấy cũng hiền, ít nói. Chị thì chị cũng mong hai em bấm nút để mà tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà có một điều là dì chị có mình em chị thì chắc chắn là phải ở với em rồi. Dạ. Yeah. Còn làm dâu hay không thì đó là em hiểu rồi. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, kéo màn. Các bạn cảm nhận nói chuyện với nhau đi nào. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Thì cũng nghe qua giới thiệu của em thì anh thấy em cũng là người hiền, cũng biết chăm lo cho gia đình. Đối với em thì gia đình là quan trọng nhất. Làm gì thì em cũng ưu tiên, em nghĩ về gia đình trước tiên. Đối với cha mẹ thì em luôn hiếu thảo. Thì đối với anh thì tiêu chuẩn của anh thì em là đạt 90% rồi. Là con một trong gia đình phải không ạ? Ừ. Dạ. Em cũng muốn chia sẻ thẳng với anh luôn, tại vì em là cũng là con một của gia đình. Thì cũng không sao, đối với mình nếu mà được anh em đông thì càng tốt, mà cũng một thì cũng bình thường. Hồi xưa giờ mình cũng tự lập nên là cái việc đó thì nó cũng không quan trọng lắm. Thí dụ bên đó muốn em ở gần gần đây ở rể luôn được không? Khi mà đến với nhau thì hai bên là tôn trọng cái quyết định của nhau, thì ví dụ như ở phía bên cô gái thấy ở cái ở đó nó hợp thì mình cũng có thể, ngày đó nó hợp với môi trường của mình thì mình cũng sẽ qua đó được. Em thì ở đâu cũng được, dạ, chứ không quan trọng là phải ở Sài Gòn. Anh ở Bình Dương đoạn nào ạ? Anh ở Bình Dương ở thành phố mới. Nên nó hơi xa. Dạ. Thì theo anh nghĩ nếu mà có thời gian thì có thể một tháng mình gặp nhau 1-2 lần. Dạ. Còn nếu không thì mình liên hệ qua tờ khai hay Facebook này nào vẫn được. Dạ. Công nghệ hiện đại thì đối với gặp nhau hay không quan trọng, mình có lòng tin ở nhau không thôi. Dạ. Còn gặp cũng được, không gặp cũng được.
Nếu mà đã xác định tới với nhau thì em nghĩ gặp nhau rất là quan trọng ạ. Tại vì mình có nói chuyện nhiều thì mình mới hiểu. Lúc mà nhắn tin nó rất là khác so với ngoài đời thật đó anh. Ví dụ như em có thể xuống dưới Bình Dương được không? Thời gian thì anh còn nói thực tế đó. Bây giờ cái công việc đang nó rất là vất vả, công ty anh, công ty mới. Nên là ví dụ như hẹn hò thì đôi lúc có thể hứa với em là hôm nay đi chơi. Nhưng mà chiều đó cái sếp có kế hoạch sếp đi Hà Nội hay đi đâu đó thì cũng không ai đi dịch hết, mình cũng phải đi. Thì dạ, cái đó em có thông cảm được không? Cái đó thì thông cảm được ạ. Dạ. Thực tế thì giờ mình cũng muốn lập gia đình để ổn định. Dạ. Thì mình cũng mong qua cuộc gặp hôm nay thì mình sẽ có cơ hội nhiều hơn. Dạ. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội nếu như trái tim rung động. Còn nếu như thật sự chưa rung động, chúng ta cũng có quyền quyết định không bấm nút. Suy nghĩ cho thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Lý do tại sao em gái không bấm nút? Em thấy anh rất là tốt. Nhưng mà do là em cũng là con một, cho nên là đối với em gia đình là số 1. Dạ. Cho nên là anh thông cảm. Nếu gặp một cô gái tốt thì anh thấy nó mất cơ hội. Rồi, cảm ơn. Mỗi người đều có quan điểm riêng của họ, rất trân trọng ý kiến đó. Thôi chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Dạ. Cô gái rất là dễ thương, rất là hiền. Gì có khó coi? Đó là những cái cần phải có và những cái không nên là nói xấu người khác. Rồi, anh quản lý bên này tốt lắm. Quản lý là chắc chắn nói tính nói xấu người khác rồi đó. Gì nữa? Đơn giản vậy thôi hả? Không, chắc chắn không đơn giản. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em có một cái tật là em rơi vào khoảng không gian không có suy nghĩ điều gì hết. Là sao bạn? Là hiện tại bây giờ đang rơi một cái khoảng không gian mà không có nghĩ gì hết. Dạ, em tên là Trịnh Thị Khánh Hòa, em đang là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông. Em năm nay 25 tuổi. 24 tuổi. Tuổi một con ốc. Em quê ở đâu? Em nguyên quán là ở ngoài Bắc, còn em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Coi như ở đây từ nhỏ luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, còn bạn? Em tên là Mai Văn Hải, em 27 tuổi. Em quê gốc thì cũng ở ngoài Bắc, nhưng mà hiện tại thì đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý nhà hàng. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em nói trước về điểm yếu em nha. Rồi. Em có một cái tật là em khi mà em thoải mái á, là chân em hay rung á, rung lên theo nhịp. Kiểu như là em thoải mái quá thì em sẽ rất là vô tư. Có thể là nhịp chân á hả? Dạ đúng rồi. Với lại còn một cái nữa là em rất là diễn sâu. Kiểu giống như là có một bạn nào đó đối xử tốt với em thì em sẽ đối xử bạn ấy, với bạn ấy tốt nhiều hơn, thậm chí là tỏ ra quan tâm đến mức mà bạn ấy tưởng rằng là em thích bạn đấy. Cái đó là mà thật sự bạn làm vậy hay là bạn diễn? Ý em có nghĩa là tình cảm thì là cảm thấy mến thương thôi chứ không phải là gì, nhưng mà ý là em thường biểu lộ quá lên, lố hơn cái hơn. Sự thật. Dạ. Diễn sâu tức là diễn lố hơn một xíu đó. Còn nếu người nào mà ghét em thì anh ghét nhiều hơn hả? Sếp em hay nói là em là dạng sinh ra để tạo kịch tính đó. Kiểu như ai chọc giận em gì đó em sẽ diễn lố hơn bình thường. Tóm lại là lố hơn, ai ác với mình ác hơn, ai thương mình thương hơn, đúng không? Nhịp chân rồi đó, em khép chân lại. Rồi điểm mạnh? Điểm mạnh là em cảm thấy rằng mình là một người may mắn. Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá là khó khăn, nhưng mà sau đó cuộc sống của em càng lúc càng cải thiện nhiều hơn. Nên là em học được rất nhiều đức tính tốt đẹp. Học từ ba mẹ? Vâng, học từ ba mẹ. Chăm chỉ với lại cầu tiến, dũng cảm. Kiểu như là em muốn làm một cái gì đó em sẽ cố gắng làm gì đó cho kỳ bằng được. Thậm chí là nó hơi mạo hiểm. Rồi, thế mạnh thế yếu bên đó có là bên này đi. Điểm mạnh của em thì là rất là chịu đựng giỏi. Thứ hai là hát cũng hay. Vỗ tay. Chương trình tạm lắng động 2 phút. Mời bạn hát. Thì em xin hát tặng bạn nữ và anh Quyền Linh, chị Cát Tường một bài hát rất là mới. Đó là bài Yêu của Khắc Việt. Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời. Phải có chia sẻ
Có cảm thông em hỡi, đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn rơi nước mắt vì nhau. Rồi, đó là thế mạnh hát hay. Còn thế mạnh chịu đựng á, bạn có nói cụ thể hơn. Nếu mà gặp người vợ mình cứ càng làm hoài, căng nhăn hoài, cứ nhữ hoài, có chịu đựng nổi không? Có anh. Có luôn. Rồi điểm xấu. Điều xấu thì em có uống rượu bia, tại vì do công việc. Rồi cũng ngủ hơi nướng. Ủa nhưng mà cái công việc của bạn là làm nhà hàng, mình nghĩ là nữ rất 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 là nhiều luôn. Tại sao bạn phải cần nhờ đến chương trình? Tại vì hầu như là các em ở đấy thì cũng ít tuổi. Với thứ hai là thực sự ra là khi mà đã là cấp trên của các em ấy, thì yêu đương vào thì rất khó làm việc chị ạ. Đúng rồi, cái này là có nguyên tắc của nhiều người. Rồi bây giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì trải qua chắc cũng phải 3-4 mối tình. Chia tay mối tình cuối cùng cách đây lâu chưa? Cũng 5 rưỡi rồi chị ạ. Mình có đưa ra tiêu chí gì không? Muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người đàn ông ngoại hình thì nên cao trên 1m7. Còn tính cách thì vừa cầu tiến mà phải nhanh nhẹn. Bây giờ bạn gái yêu cầu gì cũng có chứ còn gì nữa không bạn? Gì khó khó coi. Có, đó là những cái cần phải có. Còn những cái không nên là nói xấu người khác. Rồi, anh quản lý bên đây tốt lắm. Quản lý là chắc chắn không có tính nói xấu người khác rồi đó. Gì nữa? Đơn giản vậy thôi hả? Không, chắc chắn không đơn giản. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em có một cái tật là em rơi vào khoảng không gian, không có suy nghĩ điều gì hết. Là sao bạn? Là hiện tại bây giờ đang rơi một cái khoảng không gian mà không có nghĩ gì hết. Coi gì đang chơi với hả? Bây giờ bạn nói cụ thể luôn đi. Mẫu người lý tưởng mơ của bạn giống ai như thế nào? Em rất là nóng tính. Thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy có thể nhẫn nhịn được. Đúng rồi. Nhưng mà có một số cái nó đụng chạm đến lòng tự trọng á. Thì em không biết là bạn ấy có thể bỏ qua được cái lòng tự trọng đó để lắng nghe em nhiều hơn được không? Ví dụ như là em muốn bạn ấy phải thay đổi. Bạn ấy có chịu thay đổi hay không? Thay đổi cái gì mới được chứ? Thay đổi tính cách của mình. Thay đổi rất nhiều thứ. Tại sao phải thay đổi? Tại vì em thấy rằng là một người mà không thay đổi thì người đó rất là nhàm chán. Thì là cái tính cách phải thay đổi theo thời gian hả? Bạn nói nãy giờ tôi cũng không hiểu, tôi hỏi kỹ lên. Tính cách phải thay đổi theo thời gian. Bị rối chỗ này quá. Dạ. Không, em cũng rối mà. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Sao nó hơi rối chỗ này nè. Sau khi rơi vào khoảng không gian thì bạn ấy đã thốt ra những lời khó hiểu. Bạn ấy rơi vào khoảng không gian, bạn dẫn mình đưa vào rơi chơi với không gian cùng bạn ấy luôn. Sao bạn là sao? Cụ thể là sao? Tức là thay đổi cái gì? Bạn muốn thằng Nam thay đổi cái gì? Trong khi bạn chưa biết bạn đó có cái gì hết. Em nói rồi, em hay diễn sâu mà. Nên là em hay làm cho người ta trong cái tình cảnh khó khăn á. Đó, nãy giờ em đang làm rồi đó. Sao nữa? Nếu như mà em muốn bạn ấy ở rể thì bạn ấy có chịu à? Cái này cụ thể nè. Ở rể. Đơn giản, nhưng mà nãy giờ em đi vòng vòng chi đâu mà chị cực vậy? Chịu ở rể không? Tại vì cái này thì phải tùy đó anh ạ. Nhưng mà chỗ ở có được không ấy đã? Chỗ ở được. Nhà rộng không? Nhà rộng. Bắt buộc phải ở rể ha. Được mà. Em đang nói, em ví dụ, rồi, okay. Em ví dụ thôi chứ. Rồi, em còn gì nữa, nói luôn đi. Ví dụ như là em muốn bạn ấy ăn mặc theo phong cách mà em mong muốn bạn ấy ăn mặc theo vậy. Mà đẹp không? Đẹp. Sao biết đẹp? Tự tin quá hả? Đẹp theo ý em. Đẹp theo phong cách nào đó, ví dụ như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Rồi, em hiểu rồi. Rồi em cũng muốn ăn theo em không? Ăn theo em. Em ăn gì phải ăn cái đó? Không, không nên như vậy. Nên ăn nhiều hơn em. Rồi, em nghĩ là nữa? Hết rồi. Hết rồi đúng không? Diễn cũng xong. Rồi, hồi nãy giờ bạn nói hơi trêu với như anh Hoa, anh hiểu rồi. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Chào bạn, em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một mẫu người bạn gái gì? Là hiền, chịu khó và có ngoại hình. Giống ông mẫu người mẫu lý tưởng nào không? Giống như Vĩnh Xuân Kim. Giống cổ buồn đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Sao tin vậy? Tại em thì nhìn mặt già vậy thôi nhưng mà rất tin chị. Mà chịu ở rể, ba mẹ bằng cho không? Nói chung là ai cũng nói là người Bắc thì khó tính thế này kia. Nhưng mà em thì vô trong Nam này cũng được 10 năm rồi. Nên về mẹ em kêu là còn ưng ai cũng được. Cứ ưng là mẹ chịu. Bạn không thích điểm gì ạ? Phụ nhiều bạn gái. Em không thích một người phụ nữ mà tiêu hoang phí quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản lắm. Anh này đơn giản nè.
bên đàn trai được lắm á. Thằng gái cũng được vậy? Cũng được. Thì lâu lâu có rớt vô khoảng không tí thôi chứ. Em có đi với người thân không? Cũng hợp hợp đó nha. Em đi với ai? Em đi với mẹ và chị họ và các bạn. Dạ chào cô. Chào Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Dạ. Chào khán giả. Trước tiên là cô thấy bạn trai bên đó sao cô? Dạ. Theo như mẹ thì anh bên này được. Còn thấy anh ấy nói là anh chịu đựng được thì theo như mẹ thì nói chung là được. Dạ. Mẹ chấm rồi. Cháu thì đi làm hay về khuya nên ví dụ như 7 giờ cháu mới về. Thành ra nó vẫn phải phụ thuộc cha mẹ nấu cơm, cho ăn. Rồi con nghe cô nói khuya con tưởng nó 11 giờ đêm. Con gái về về là hơi cũng hơi trễ. Dạ. Dạ. Vậy là có biết làm việc nhà không cô? Có, cháu thì nấu nướng cũng được, có cái là chưa được nhanh. À. Muốn nấu xong bữa cơm thì phải chờ ít nhất 2 tiếng. Ok, miễn có cố gắng là được rồi cô. Cái điều cô lo về cơm nước thì cô cứ yên tâm, con thì con nấu ăn rất giỏi. Vậy thì tốt quá. Rồi. Người nhà của bạn trai. Hôm nay em có đi em trai. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Rồi thấy chị dâu tương lai như thế nào? Ông em thấy chị là một người cực kỳ là dễ thương, xinh gái, và nếu mà có thể thì anh chị có một vài buổi hẹn hò rồi có thể sau này sẽ tiến xa hơn ạ. Vài buổi sao mà tiến được, phải nhiều buổi chứ. Cứ vài buổi rồi sau đó em... mình tiếp các buổi khác. Nói chứ chọc cho vui thôi, chứ bạn bên kia rất là dễ thương. Đôi khi cũng có rơi vào những cái trạng thái chơi với, như lúc đó là những lúc dễ thương nhất em nha. Dạ. Ha, chúng ta phải chớp ngay những cái thời cơ mà đối phương rơi vào khoảng không gian đó để chúng ta hành động. À mà, ô bên kéo mà. Một bên rất là đẹp trai, một bên đẹp gái nào. Rồi. Gặp gỡ nhau. Anh có muốn có hoa tặng em? Dạ. Em hỏi anh trước đi. Trời ơi, cứ hỏi tao. Thường những ngày cuối tuần anh thường làm gì? Ngày cuối tuần thì anh hay đi ăn đồ nướng. Dạ. Đi xem phim. Dạ. Và đi chơi, giao lưu cùng bạn bè. Nếu như mà cuối tuần em không chịu hẹn hò với anh thì anh sẽ làm gì? Ở nhà đắp chăn ngủ. Tại sao anh không qua thăm em? Ồ, cái này anh mới nghĩ ra. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì tháng nào anh cũng lên Đà Lạt. Anh có thể chán đi bộ trở nè. Không ạ. Chắc vậy. Không, tại vì em thích cái không khí lạnh ở đấy. Nó rõ. Hay là mình đi đâu đó khác Đà Lạt được không ạ? Cái đấy thì tùy em chọn. Dạ. Rồi, cảm nhận về nhau ngay tại thời điểm này. Cảm nhận thì em rất thích những người có ngoại hình tròn trịa. Em có thích ăn đồ nướng không? Người ta nói là con gái khi giận hay là bất cứ một cái bức xúc gì đó chỉ cần dắt đi ăn là có thể quên hết. Nên là nếu em cũng thích ăn đồ nướng, nhưng mà thỉnh thoảng em sẽ phải đổi món chứ em không thể ăn đồ nướng mãi được. Đúng rồi. Tại vì anh thì thực ra là anh làm nhà hàng cũng lâu lắm rồi, cũng 10 năm rồi. Nên là các món ăn anh đều biết. Và cách làm và nấu như thế nào anh cũng biết. Nên là nếu về đồ ăn uống hay đồ cơm nước nhà anh đều làm được hết. Dạ. Anh không cần phải quá nấu nướng nhà em đâu, em vẫn muốn nấu nướng. Không, anh muốn dạy cho em nấu thôi chứ anh không nấu đâu. Ok, ok. Xuất sắc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Vui quá nên bấm sớm luôn. Ai bấm sớm à? Anh bấm sớm. Ủa sao mới 2 bấm rồi? Dạ hả? Tại vì em sợ bấm trễ. À. Em hay làm những chuyện khác thường ha. Rất là dễ thương ha. Em thấy không? Chàng trai này nói anh bấm trước. Nắm tay nhau. Rồi đi tìm. Xin, đi tìm xin, vậy đó hả? Xin chưa? Dạ con xin phép bác được nắm tay. Nắm rồi mới xin. Con xin phép bác cho con với em đi xem phim rồi đi ăn uống với nhau được không ạ? Bác đồng ý. Dạ. Con cảm ơn bác. Rồi bác dễ quá vậy bác. Bác đồng ý. Đây, những chiếc vé xem phim để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn. Xin chào. Lại gặp anh lần nữa. Ủa, sao lại gặp lần nữa? Để gặp hoài hả? Gặp ở đâu? Trời, trên TV, ngày nào ổng gặp. Bật lên là gặp, bật lên là gặp. Cha, dữ rồi nha.
Bạn tên là gì? Dạ em tên là Quang anh, hiện tại là em 27 tuổi. Bạn tên là Quang? Dạ. Rồi chờ chút xíu xem bạn nữ như thế nào. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Quá xinh luôn. Bạn tên là gì? Dạ em xin chào các khán giả, em xin chào anh Quỳnh Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em tên Mỹ Ngọc, năm nay em 28 tuổi. Ngọc 28 tuổi, dạ. Vậy là Ngọc đang làm gì? Dạ em kinh doanh tại nhà. Mà kinh doanh về vấn đề gì? Dạ em kinh doanh về mỹ phẩm á anh Quỳnh Linh. Bạn bên đây bạn làm nghề gì? Em là nhân viên giao nhận phát thư của DHL. Giao nhận phát thư? Dạ. Mấy bút giao nhận mỹ phẩm được không? Được. Chị xin chia sẻ, chị quay lại cái vấn đề là chị và anh Quyền Linh lúc nãy là đang tranh cãi. Có nghĩa là tình yêu thì chúng ta có quan trọng cái chuyện quá khứ hay không? Dạ. Thì bạn có thể chia sẻ về trước giờ bạn có quen với bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. 2 mối tình. Dạ. Thì bạn nghĩ sao nếu như người bạn trai của bạn cũng có một cái quá khứ rất là dày? Thì bạn có cái quan điểm như thế nào về cái chuyện này? Em không có quan trọng quá khứ của bạn trai. Thí dụ thích thì kể thì em nghe. Rồi thôi rồi qua. Tại vì em chỉ quan trọng cái hiện tại thôi. Tương lai thì xa quá cũng không quan trọng. Chị cũng quan điểm như vậy mà anh Nguyễn Linh lại không chịu. Nhưng nếu như người ta kể rằng người ta trải qua mười mấy mối tình rồi, mỗi mối tình như vậy 5-3 năm, hoặc thậm chí có mối tình 2-3 ngày vậy, em nghe một cái tình trường quá dài và đặc như vậy em có sợ không? Dạ không, em thích. Trời ơi. Tại sao bạn lại thích? Mình nghe mình hiểu thêm chị, mình hiểu thêm về cái người mình đang yêu ngày xưa như thế nào thế nào. Rồi mình hiểu rồi mình sẽ rút kinh nghiệm ra. Bạn nữ nói như vậy thì bạn thấy sao? Dạ đúng, cũng đó là cái đồng quan điểm của em. Là người phụ nữ bao giờ người ta cũng mưu cầu hạnh phúc rất là nhiều. Cho dù người cho dù họ làm nghề xã hội chăng nữa, bao giờ cũng vậy, sẽ có một cái địa thời điểm họ vẫn mong muốn là họ sẽ có một cái điểm dừng. Và hạnh phúc của họ sẽ đến lúc đó. Ý em nói là Bình tĩnh. Sao ý sao? Ý sao nói lại đầu đuôi khúc giữa nó nghe chơi. Bây giờ em nói khúc cuối luôn đi. Ý là ý sao? Dạ ý em là bây giờ về riêng bản thân mẹ em cũng vậy à. Thì bao giờ ai cũng có cái sự mưu cầu và hạnh phúc hết, nên nhớ về cái hiện tại và mong muốn cái tương lai nó tốt thì cái điều đó em nghĩ là tốt hơn à. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói là yêu mà đúng ra thì em 2 mối tình. Dạ. Hồi nãy tôi nghe bạn nói là giống như mẹ em vậy đó. Dạ. Ủa tại sao bạn lại nói nó giống như mẹ em? Ba mất từ lúc còn rất trẻ. Ba mất là bị bạo bệnh mất. Cái cuộc sống của hai mẹ con này nó cũng tương đối rất là khó khăn vào cái thời điểm đó. Và kêu mẹ đi bước nữa thì mẹ không đi. Mẹ muốn là giữ vững cái tình cảm đó mà để nuôi dưỡng cái tâm hồn của em tới hiện giờ. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ phỏng vấn mẹ bằng Quang. Đâu mẹ bằng Quang đâu ạ? Dạ cháu chào cô ạ. Chào Quyền Linh. Hôm nay cô đến đây mong điều gì với con của mình? Coi như là mong với con tìm được một người với đối tượng đi đến với nhau. Từ hồi xưa giờ thì bạn Quang có dẫn bạn gái về nhà không? Có. Mấy lần rồi? Coi như là có một lần duy nhất là con nhỏ mà nó thương á. Nhỏ nào? Dạ thì nhỏ bạn nó thương á, thì có về nhà thương. À. Thì giờ tụi nó chia tay rồi cái là thôi luôn. Chia tay cô có buồn không? Thì con thì khi nó gọi lúc đó chia tay đâu dưới quê á. Thì hai đứa nó về quê. Cũng lần nó chia tay là mùng mấy Tết á. Thì nó gọi điện lên nó nói mẹ ơi con với Linh chia tay rồi. Nhưng mình nghe cũng tội nghiệp từ gì á. Cái bạn nhỏ mà nó thương á mình cũng thích. Một tràng pháo tay dành cho mẹ của Quang. Cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ mình lại quay về cái chuyện quá khứ một tí nữa. Đó thì nãy giờ bạn ngồi đây bạn cũng nghe mẹ của bạn trai bên kia nói. Khi mà nhắc đến cái người yêu cũ đó, chắc chắn là có cái gì đó sâu đậm lắm đây nè. Có đến gia đình cho nên là cô mới xúc động như vậy. Thì bạn nghe như vậy, nếu sau này bạn về, bạn làm người yêu của bạn bên kia, rồi bạn có cảm thấy lo ngại gì không? Không biết là mẹ của anh ta có đồng ý mình hay không? Có thương mình giống như thương cái cô Linh kia hay không? Nó có là áp lực cho bạn hay không? Áp lực thì em nghĩ chắc cũng phải có một ít đó chị. Đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Có nghĩa là quá khứ nó cũng làm ảnh hưởng đôi chút đến tương lai đó chứ. Nếu nó không là không đúng. Bây giờ đến với chương trình, bạn muốn tìm một người bạn trai của bạn là người như thế nào? Em muốn tìm một người đó giống như ngay từ đầu em có nói với chương trình là em á thì em không rành về những cái giấy tờ ngoài xã hội, giống như là chị đi chứng này nọ thì em không rành. Thì em muốn người chồng em cũng am hiểu về cái đó một tí xíu. Rồi. Còn đảm việc nhà là đơn giản như là có thể thay bóng đèn rồi ống nước, rồi thỉnh thoảng thí dụ em vắng nhà thì vẫn có thể nấu cơm tự ăn, hay là sau này thí dụ có con vẫn có thể nấu cơm cho con mình ăn mà không phải chờ em về. Còn về nhắm được không? Còn về ngoại hình
Ngoại hình đó hả chị, thì chỉ cần cao em 1m67 trở lên là được rồi. Em thích những anh chàng hơi đô con xíu, tại vì những anh như vậy em cảm giác là giống như là được che chở á chị. Có đô con không vậy? Ngon, ngon. Ngon không? Rồi, rồi, bây giờ anh thấy là cũng tạm tạm ổn rồi nè. Hai bên rồi nãy giờ cũng chia sẻ cái quá khứ với nhau ha. Vấn đề còn lại là bây giờ bạn thích người bạn của bạn là mẫu người như thế nào? Mẫu người em thích là giống như là hiền hậu, đảm đang. Có ngoại hình sao? Tính chất cái công việc của em cũng em tiếp xúc khá là nhiều, quen này kia cũng nhiều. Thì bây giờ em có quan trọng, tại vì nào giờ em quen cao anh em cũng có. Người cao nhất mà em quen sau cái chỉ là tìm hiểu thôi. Cô ta cao 1m68. Còn bạn cao 1m nhiêu? 65. Bữa nay người ta cần cao 67 nè. Thôi hụt đô chị con nè. 65. Ủa chị gặp chị nữa. Trời ơi, giờ không muốn hả? Dạ. Không muốn tôi xuống à? Dạ, gặp chị nữa. Gặp nào mà nữa? Gặp trên tivi phải không? Không có. Này gặp thiệt. Gặp bên chung cư chị Quang Vũ á, chị vô chị chụp hình hoài nè. Biết nhà luôn. Hay đi qua đây gặp ai bệnh? Gì vậy, điều tra lý lịch tôi chi vậy? Không có, em đâu có điều tra đâu. Em qua bệnh uống cà phê gặp chị hoài. Có không? Dạ. Rồi gồng tay lên tôi coi coi. Có đô không? Đô. Tôi kêu gồng tay tôi đâu kêu ửng ngực cho đâu trời. Không. Ở trường bạn lại gì nói gì thường nghe luôn đi. Dạ. Múa lửa. Hả? Múa lửa. Múa thử coi. Dạ đây không có đậu cụ sao múa chị. Coi như anh Linh làm lửa đi. Không được đâu. Đốt hết nguyên sân khấu này đó chị. Làm sao mấy cái chuyện riêng tư của người ta không được khai nơi công cộng nghe chưa? Nhiều chuyện. Thôi đàn ông nhiều chuyện quá tôi không thích đâu. Trời. Tao thấy sao nói vậy đúng không? Rồi em thấy chỉ ngoài em nói không chứ chỉ ngoài. Đi qua thăm bạn trai mà nó. À vậy hả? Ừ ghê. Trời ơi. Tôi nhìn kỹ rồi giờ tôi kêu thông báo rồi nha. Nếu mà lùng bằng bạn được không? Không sao anh, có thể mang giày đụng có. Nãy giờ bạn nghe bạn của bạn Quang nói, bạn có cảm nhận được điều gì không? Một con người sâu sắc. Sâu sắc? Dạ. Đúng vậy. Cảm ơn bạn như đủ rồi. Sâu sắc là đủ rồi. Bạn chỉ khen bằng sâu sắc. Dạ. Mà bạn có sâu sắc thiệt không? Có sâu hay sắc chưa biết. Về nhà ngồi súng sống chung mới biết được sắc. Bây giờ nè, tôi nghe được rằng khi trong cái đơn tham gia chương trình, bạn nói là bạn hò rất là hay, đúng không? Bây giờ bạn hò thử thôi. Hò gì vậy? Thì bây giờ đến với chương trình là bạn muốn hẹn hò thì cái vế sau là cái chữ hò đó. À. Dạ. Đâu hò thử thôi. Hò. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến. Hò. Đò ai không bến, dân dương câu hò. Rồi, bây giờ đến lúc chúng ta hãy cho đôi bạn trẻ gặp nhau để xem họ cảm nhận thế nào như thế nào ở cái nhìn đầu tiên. Bạn đi kéo lên. Hai, ba. 2 phút bắt đầu. Ho. Trời ơi. Ủa nhìn xong mới tặng. Nhìn kỹ mới tặng. Cảm ơn anh. Nếu nhìn không nhìn được không tặng hả? Dạ không, tại vì nãy giờ quên đây mất kiến. Chứ ra em bị cận. Dạ, thôi nhìn đi 2 phút. Dạ. Hiện tại giờ Mỹ Ngọc đang ở đâu à? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp. Nhà anh Quang ở đâu ạ? Hiện tại nhà ở quận 10. Cũng gần á anh. Gần hả? Gần. Gò Vấp ở đường nào? Dạ Phạm Ngũ Lão ạ. Không biết. Từ từ anh sẽ biết. Chắc chiều đây qua đón chắc biết. Dạ. Anh nói nhìn đây thấy sao? Nói chung là đẻ từ trên xuống dưới thấy sao? Rồi số 1 hả? Còn anh thấy em sao? Giống như bó bông mình tạo. Y chang bó bông luôn. Đỏ vậy hả anh? Đỏ vậy đó. Nó mặc màu tím hả? Ý người ta ví giống như cái bông vậy đó. Bông sao anh? Nói hẳn nó đi cho anh chị nghe kìa. Đẹp chiều nó héo. Không. Chị kỳ quá chị chọt. Thì giống như bông bông rồi. Giờ đẹp chiều nó héo. Nó tươi. 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 Tươi hôm nay thôi đó. Anh có muốn hả? Muốn gì? Tìm hiểu em không? Thì đến với chương trình này khi gặp mặt như vậy thì để sau tiếng bấm rồi có tìm hiểu không chứ. Ok anh. Vậy rồi hả? Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu để tay lên nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì đúng chúng ta sẽ nhấn nút. Nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Bình tĩnh.
hai bạn, hy vọng rằng sau một cái quá khứ khá buồn, chúng ta sẽ có một cái niềm vui trước mắt. Và niềm vui đó sẽ kéo dài bất tận. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và hai bạn hãy chờ trong giây lát. Bạn không chiều bạn gái được à? Cũng có chiều nhưng mà giờ như lúc nào bắt em chiều cũng được. Thế là chia tay. Giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Nguyệt Linh. Em tên là gì? Em tên là Diễm. Diễm? Dạ. Diễm mà không có xưa ha. Năm nay Diễm bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi. 26, đang làm gì Diễm? Dạ, em đang làm trong ngành nhân sự. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh Nguyệt Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn chơi và chào quý vị khán giả. Bạn nghe bạn kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe cũng khá rõ. Bạn tên là bạn Diễm, nghe tiếng Linh tính và dễ thương. À, bạn tên gì? Dạ em tên là Nhật Hào. Nhật Hào. Dạ em hiện đang công tác tại một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27. Lớn hơn một tuổi đúng không? Dạ. Hiện nay nghề nghiệp rất là ổn định rồi. Làm ngân hàng nữa cũng khá điển trai thế này. Mình không tìm được một mối tình ở cơ quan à? Dạ có lẽ là em hơi khó, nhưng mà về mối tình thì em cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Nhiều là bao nhiêu? Em trải qua tới 5 mối tình. Bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi? Dạ hồi em học cấp 3 năm lớp 10 thì phải. Học đại học thì 2 mối tình nữa. Sau khi đi làm có 2 mối tình nữa. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây 1 năm. Bạn có biết tại sao là bạn chia tay với bạn nữ không? Dạ tại vì hai người tính tình không hợp nhau. Biết là ai cũng nói không hợp hết, nhưng cụ thể hơn. Dạ cụ thể hơn thì sở thích khác nhau. Ví dụ như em thì thích xem bóng đá, bạn ấy thích xem phim, em không thích xem phim. Mà đặc biệt bạn ấy thích xem phim Hàn Quốc nữa. Em thì rất là không thích mấy cái phim mà sướt mướt cho lắm. Em thích xem cái gì bạo lực một xíu. Bạn không chiều bạn gái được à? Cũng có chiều, nhưng mà dường như lúc nào cũng bắt em chiều, em chiều không được. Thế là chia tay. Và những sở thích khác nên ví dụ như ăn uống, vui chơi. Cô ta thì thích đi uống cà phê hơn, em thích đi nhậu. À, thôi để mình hỏi bạn Diễm nè, Diễm ơi. Chị không tin một người duyên dáng như thế này mà đi làm trong công việc hay trong cơ quan rất là nhiều đồng nghiệp, đối tác, tại sao lại không có bạn trai hả? Do là trong cơ quan của em thì hầu hết là nữ là nhiều chị. Còn nam thì là người nước ngoài thôi. Không có người Việt, người nam. Dạ. Nên... Mình không thích người nước ngoài. Dạ, người nước ngoài thì cũng có người này người kia nên họ cũng không có phù hợp với mình lắm. Đó giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có nhưng mà cũng chưa có thấy hợp chị nên mới đăng ký tham gia. Ờ, sở thích của bạn là gì? Những lúc ngoài công việc ra thì bạn có thích làm gì? Dạ, những lúc ngoài công việc thì em thường ở nhà, em online, rồi lướt web, đọc sách báo. Có hai vấn đề tôi cần hỏi bạn gái bên kia là bạn có thích, bạn có hay uống cà phê không? Dạ, em uống sáng tối không ạ anh? Rồi, bạn có thích nhậu không? Dạ, em không biết nhậu. Không biết nhậu, mà thích bạn trai của mình nhậu không? Con trai nhậu thì cũng được anh, nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Bạn có thích xem kinh dị không? Dạ không. Bạo lực? Dạ không. Thích xem phim Hàn Quốc không? Dạ không luôn. Thì chứ bạn thích xem cái gì? Em ít coi phim lắm chị. Bây giờ là tôi hỏi bạn trai đây nè. Hồi nãy tôi hỏi tại sao cô gái bên kia không thích xem phim bạo lực, không thích xem phim kinh dị, tức là không thích những cái gì mà bạn thích. Vậy thì lỡ yêu nhau thì bạn có chiều bạn kia không? Dạ chắc là sẽ chiều thôi, nhưng mà suy nghĩ lại. Tại sao bạn trước không chiều mà bạn này chiều? Tại vì mình là nam nhi thì mình phải chiều chuộng bạn tại gái. Tại sao bạn trước bạn không chiều mà giờ bạn hứa bạn chiều? Có nghĩa là mình sang thì cái mức độ chịu đựng mình tới đâu rồi. À, tức là chưa biết thử mức độ chịu đựng. Dạ, chứ đúng rồi. Chiều lâu quá sao mà được, ai mà mình chịu đựng được thì mình sẽ tiến tới luôn. À, cái này căng à, cái điểm này là phải xem cho nó kỹ này nha. Nghĩ bạn có khuyết điểm gì không? Bản thân của mình. Dạ có chị, em hậu đậu lắm. Hậu đậu là sao bạn? Hay quên trước quên sau, rồi đồ đạc thì cũng hay dễ quên tầm lắm hết. Thường ai sẽ là cái người nhắc nhở bạn những chuyện như vậy? Em của em. Dạ. Chà, em có nghĩa là nó đàng hoàng, cẩn thận hơn bạn. cũng không có hẳn vậy, nhưng mà nó để ý hơn em. Vậy vậy dạ. Mà cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Người chín chắn, không có quá trẻ con, nói chung là chững chạc. Chững chạc. À, bạn thấy mình chững chạc chưa? Dạ, em nghĩ là mình rất là chững chạc. Chững chạc. Nghe nói bạn là rất thích uống rượu bia đúng không? Dạ, do tính chất công việc thôi, nhưng mà em cũng hơi lạm dụng. Dạ. Lạm dụng bao nhiêu có nguy hiểm không?
Dạ cũng có, nó làm cho mình rất là mệt mỏi khi ngày hôm sau làm việc. Nếu như quen nhau bạn thì hay lạm dụng bia rượu là hơi mệt mỏi, bạn kia thì hơi hậu đậu. Như vậy thì kết quả như thế nào bạn hiểu rồi chứ? Dạ em cũng đoán được. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? À dạ, mỗi người bạn gái của em thì thứ nhất là tính tình phải vui vẻ, hòa đồng. Còn ngoại hình thì cao ráo, nói chung là trắng trắng tròn tròn. Những bạn đó nói chung là dạ, thân hình đầy đặn. Những người ốm thì em không có cảm giác. Cảm giác gì? Có nghĩa là có cảm xúc quá chị ạ. À phải có cảm xúc. Tại sao ốm không thích? Ốm nhìn nó không có khỏe khoắn và hấp dẫn. Đầy giống như chị vậy được không? Dạ quá được. Quá được luôn. Dạ em cũng là fan của chị. À vậy hả? Dạ cảm ơn em. Chị ở đây xinh hơn trên truyền hình. Vậy là do em quay phim không quay sao á? Em có cận thị không? Dạ cũng có mà nhẹ thôi à. Nhưng mà em nhìn chị rất là rõ. À sợ bạn nhìn đã xong hồi bạn phải nói bạn nãy nhìn không có thấy, giờ để mắt kiến không có thấy là chết luôn. Có nghĩa là fan hâm mộ phải không? Được rồi, dạ. Chị sẽ nói thêm cho em vài câu. Dạ giúp cho em. À chị thấy bên đây được lắm á. Cao ráo, xinh đẹp, trắng trẻo, nõn nà, đầy đặn y như chị luôn. Dạ. Có nhiều cái là hơn chị, là trẻ hơn chị nữa. Dạ. Hợp lý ha, có yêu cầu gì nữa không? Dạ không, mà em muốn gặp mặt trực tiếp ra xong rồi trao đổi luôn. À vậy đi ha. Dạ. Hoặc là kéo màn lên là mình tiến tới liền nha. Trời bé nó cực kỳ dễ thương luôn, em còn dễ thương lắm, già trắng. Ôi già trắng mà dễ thương gì đâu luôn. Để em coi thử bên kia làm sao nha. À, xin chào bạn, rất là dễ thương, đúng như chị có từng nói. Nhưng mà ở đây anh thấy vẫn có một cái mâu thuẫn mà anh vẫn băn khoăn. Nếu như hai bạn đến với nhau thì hình như là nó chưa hợp nhau lắm. Sao không hợp? Cái chỗ là bạn bên đây á, chiều là tới mức nào là thôi không có chiều được nữa. Giống như là mối tình trước. Thì thứ hai là bạn này hơi lạm dụng bia rượu, còn bạn thì hơi hậu đậu. Thì đến với nhau như thế nào đó, mà thấy vấn đề đó sao? Còn tùy chị anh. Nếu mà người có thể khắc phục được thì sẽ cố gắng. Còn nếu mà người mà khó khắc phục quá thì phải từ cách khác. Cách khác là cách nào? Chắc phải dùng bạo lực quá. Hả? Cách gì bây giờ ta bạo lực chứ sao? Bây giờ tôi hỏi đi, hai bạn hiểu nhau hơn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau luôn, trực tiếp cho nó dễ ha. Màn kéo lên. Vẫn như thường lệ các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn, bạn xinh quá. Cảm ơn. Chị không có nói sai đúng không? À, bạn cho mình hỏi trước nha. Thứ nhất là quan điểm về tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, không có quá lăng nhăng. Còn gì nữa? Hết rồi. Không có quá lăng nhăng tức là cũng có lăng nhăng. Lăng nhăng chút đỉnh thì lăng nhăng chút xíu thì được đúng không? Cũng có người lăng nhăng á anh, nhưng mà họ không nói thôi. Nhưng mà lăng nhăng thì em nghĩ là có, ai cũng có. Em cũng có. Dạ. Nằm trong bí mật thôi. Có nghĩa là lăng nhăng nhưng trong giới hạn cho phép được hả? Không phải. Ý là cái việc lăng nhăng là mình không có cấm tuyệt đối được. Mình không có cầu toàn cái việc lăng nhăng được. Nhưng mà lăng nhăng đừng có để cho người kia biết là được. Trời đất ơi. Biết là để hết. Sao cái này khó quá, mình cứ khó quá. Ở đây cũng hơi khó. Thấy khó thiệt à. Bạn có thấy mình đẹp trai không? Trời. Cũng rất tự tin. Tự tin thì mình có thừa. À, bạn cho mình hỏi là quan điểm về cái chuẩn về con rể của gia đình bạn là như thế nào? Gia đình mình thì hơi phong kiến, thì bạn có thể đoán được một gia đình hơi phong kiến thì cái tiêu chuẩn vừa có là gì không? Không, mình nghĩ chắc không thành vấn đề gì đâu. Tại vì khi thương nhau thì mình lấy con gái người ta, chứ đâu mình sống với người ta đâu. Nên chắc không thành vấn đề gì. Vậy thì mình bất chấp ba mẹ luôn. Dạ, chắc bất chấp tất cả luôn. Trời ơi, dữ luôn. Bạn có định hướng gì cho tương lai của mình không? Mình đi làm được 4 năm rồi. Và thời gian tới thì chắc là mình sẽ thăng tiến trong công việc. Mục tiêu là thăng tiến. Và tiếp theo là tất nhiên là lấy vợ. Và xây dựng một tổ ấm riêng cho mình. Đó là tương lai gần. Ở Sài Gòn hả? Mình quê ở Đồng Nai. Chúng ta quyết định. Mà hai bạn để tay vào nút bấm. 1 2. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Lý do tại sao? Đưa tay liền luôn hả? Đưa tay liền vậy ông? Không, đàn ông là phải ra lăng trước chị. À, ra lăng là vậy. Chứ em không muốn để anh nhắc. Thôi nắm tay đi, mình có thể nắm tay. Mình cho phép mình nhé. Ủa sao mà bạn nói bạn trai này chỉ đạt có 50% mà bạn vẫn dạ, chọn? Để tìm hiểu thêm cái 50 còn lại chị. À, vậy còn em nhìn là chịu liền hả? Dạ em nhìn làm thích liền. À, nhìn. Và bây giờ ta sẽ đến với vòng quay may mắn. À, nhà Thiệu Hóa.
Trời ơi, chuyện bà con nha. Gì vậy? Em hỏi xã nào? À, xã Thiệu Biên. Ba má tên gì? Hỏi có bà con không? Hỏi lắm. Bà con đâu đi dừng luôn rồi nha. Mời bạn nam. Wow. Ha. Dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi đằng sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là con chữ Hiến cơ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi bạn gái giới thiệu tên tuổi của ủa, mình sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thẳng thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hỏa Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ, em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu không? Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này. Các thiết bị văn phòng như là máy in tất cả phục vụ cho văn phòng ạ. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm rồi. Làm chủ được 2 năm rồi. Dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Là người cho gia đình là được. Trong dễ nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ. Đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? Yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều, chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh này. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi. Em rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình... Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. Khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không ạ? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nào không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy à? Cái đó tốt thế đâu, có nói đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì nào mới nó ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo nhõng nhẽo xíu, khó rất là khó chịu. Trời ơi, tôi có người yêu tôi khá nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm mà. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý á. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba thì nghe gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây, em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Em lấy ai cũng được. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đây 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất đâu. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Thì năm nay là phải có người dẫn về mới được về quê. Đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nếu như mà được thì khi nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua coi có được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không nói không thích chơi với con nít? Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không?
Có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là năm đứa, nhưng thôi em chỉ hai đứa. Thôi hai đứa thôi. Hai đứa à? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em bị cao 1m6 được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được. Đẹp trai cũng hơi thiếu ăn tí. Mình thiếu ăn tí hả chị? Thôi nó bằng thôi. Em nuôi rồi, em nuôi. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn nơi hiền mấy giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ anh chào chị Cát Tường, anh chào anh Quyền Linh ạ. Khi nhìn nhận của em thì anh rất là hiền, có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền, và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít, mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích, nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm. Muốn nhìn lắm mà phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chi. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy cái này dạ. Em gửi. Cảm ơn bạn. Đừng có đâu. Cho chị hỏi cái này là em tự làm á hả? Dạ, cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng đó, biết ngay này, tự làm mà. Dạ, lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? À, anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi, bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Ba má tên gì? Hỏi có bà con không? Hỏi nó. Bà con đâu đi rừng luôn nha. Em học cấp 3 trường gì? Ở Dương Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Xuyết, không, gần trùng. Kinh trùng hả? Khoan, phải hỏi ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi chứ không nguy hiểm lắm. Không, không. Thấy có gì quen quen không? Em nhìn hơi có gặp anh dỗ, anh cưới gì chỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì nha. Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi, thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. À, không vậy thôi, mày quá, mày quá. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Trẻ rồi. Vậy hai người có thật xấu gì khác nhau hết đi. Nói là mà anh không bấm nút hay sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nghe không. Để coi em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ là được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1, hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Thấy người lạnh lạnh. Em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hai người nắm tay xem phim nữa các bạn. Nếu bị, nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Dù sao thì
các bạn ấy cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi, chúng ta đang chờ kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hàm An. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vinh Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? À. Do thằng hấu tóc nó hết bị lỗi. À. Bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả? Xui. Ủa có đầu cọc hả cưng? Không, ai nói đầu cọc? Xém cọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Minh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây, xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hậu anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì? Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chỉ như trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi. Ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha, không có vấn đề gì hết. Bạn nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba. Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? Ba năm. Lý do tại sao phải chia tay? Có một số việc không hợp nhau. Ba mình... năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái, thì cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết, sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn nữ thì sao? Thích tìm người bạn gái như thế nào? Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em, và tôn trọng công việc của em. Rồi tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Nói hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu, nóng không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, với lại em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 rồi lên à. Bên kia 30 cũng giáp mí ha. Dạ, cũng chạc, biết suy nghĩ, tôn trọng, mà đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không ạ, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình sẽ nói dối. Nói dối tốt là cái gì bạn? Nhưng nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta, mình sẽ nói dối làm cho một cái sự bất ngờ. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm tới người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình vàng, đánh chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, nó anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Nhưng nếu mà hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được? Tào lao. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Cái ngày xưa vụ Lan Điệp đó. Thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác mà. Cái người hiểm ác. Hay quá ha. Cũng lành lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được chứ. Từng tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong, kể cả CV bé cũng có hết. Biết ta mà mập to cao thấp mà CV có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không? Thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Nói nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó không phải nhiều chuyện.
Tôi gọi bà Tám. Vậy tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền. Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á? Chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á? Có thiệt? Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền? Cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ một chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá anh. Rung quá hả? Nhưng không sao, mình là ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm mà chưa có cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhơn vậy anh? Ừ mới nói kìa. Đồn ác nhơn quá, chào em. Nói tôi ác nhơn trời. Tôi thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà hơi đen chút xíu, cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Dạ. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha, đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Này em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính, anh khá chân chạc và em thấy anh rất là hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị Kiều là số 1 rồi. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn Nam có đi với ai không? Em đi biển phòng luôn. Không, biển phòng. Phòng dịch vụ cưới hả? Không, không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Ngay từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại ảnh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi á. Về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. Dạ. Chị tin em nha. Dạ. Ác nhân. Ác nhân thiệt, cảm ơn. Chúng ta sẽ kéo màn nha. Nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng, thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói cho con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm. Như là dụng một cái. Chưa nói hết à, nói hết đi. Nói đi, nói hết đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À dụ dỗ à hả? Là anh gì? Anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi, sắp xếp công việc của mình xong mình có thể đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở biên hòa là ở khúc nào? À gần ngã ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò, nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà dạ. Bây giờ hẹn hò sao, hỏi ảnh coi. Và em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Với lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau đi. Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát hay không bằng hai nhạc. Giấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Em quên. Trời, nghe sóng biển cứ quên hả? Lại 2, 3. Kiên Giang mình đẹp làm sao, bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá, bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này thì về làm ăn phát tài, phát lộc dữ lắm luôn á. Nói câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định.
dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ lại thật kỹ, nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá mẹ ngán. Thật sự mẹ ngán. Không, mẹ con rất là dễ thương. Dễ thương kiểu đó là cô sợ đã chửi con được thì con dâu như thế nào. Không, cô, thật sự là bạn trai nói chơi vui thôi. Chửi là dễ thương, dễ yêu đó cô. À, dễ yêu, chửi yêu thôi. Thôi, cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Rồi, chào em gái. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thanh Xuân, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em là chuyên viên ở trường ở quận 5 ạ. Quê quán em là ở Tiền Giang nhưng mà hiện tại thì em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên viên là cụ thể là em làm công việc gì? Dạ em làm văn thư ạ. À văn thư. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả các khán giả em trường quay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Chí Bình, năm nay em 24 tuổi, em là chuyên viên IT của một công ty ở quận nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia 26 hả? Dạ. Em 24 hả? Dạ. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Được. Dạ được. Được không? Dạ. Mình nói ưu điểm mình chút xíu đi em gái. Xuân. À, ưu điểm của em là em thuộc tiếp người hướng nội ạ. Thiên về những mối quan hệ gia đình hơn là những mối quan hệ bên ngoài. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều. Em thì hơi lạnh lùng chiếu. Em không có biết cách thể hiện tình cảm á. Mỗi lần mà em bị stress hay căng thẳng á, thì đêm về em ngủ em hay tra tấn cái người ở kế bên. Hồi xưa em ngủ với mẹ nhưng mà mẹ em sợ quá, giờ hết ngủ với em rồi. Bây giờ em ngủ với ai? Em ngủ mình à. Vậy rồi em tra tấn ai? Cái gối hả? Cái gối ôm. Trời ơi. Báo tin buồn cho người nào mà có thể ngủ bên cạnh em. Vậy bạn trai bên kia mình có điểm mạnh điểm yếu hay là có tật xấu gì không? Dạ điểm mạnh của em là em có thể hòa đồng hòa bác, em có thể đàn hát, có thể nấu ăn. Điểm yếu của em thì em cũng y chang bệnh bên đó luôn, nên là em thuộc tiếp người hướng nội, em không thể hiện tình cảm nhiều. Em sẽ thay vào đó em sẽ làm tất cả bằng hành động hết. Dạ em hơi mất ước một chút hả? Dạ chứ cái nữa là mù đường nặng. Mù đường nặng? Dạ. Thì đi không sao đâu, mù đường giờ có Google Map hết trơn mà. Google Map em cũng mù. Ủa mà nãy có nói cái vụ mít ướt đó là thường ai làm gì em mà em khóc? Ức quá là em khóc mà. Hay là em coi phim nào đó xúc động hay gì đó em cũng khóc nữa. Rồi tự khóc rồi tự nín hay sao? Dạ tự khóc tự nín luôn. À hay quá ha. Dạ không rồi. Em nghĩ em là tới tiếp người gọi là nhiều tình cảm á chị. Vậy thì tình trường sao? Nhiều mối tình không? Dạ không, em chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương à? Dạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm. Trời đất ơi, lâu giờ rồi, em có tỏ tình với bạn đó không? Dạ có, nhưng mà hồi đó em gọi là trẻ trâu lắm. Lúc đó em chưa đủ chín chắn và em chưa đủ lớn. Giờ 24 tuổi lớn chưa? Dạ đủ lớn rồi. Đủ lớn hả? Dạ. Bây giờ tỏ tình người lớn hơn đó nha. Thật được. À, tự tin không? Gái. Dạ. Tình trường sao em? À, em thì có một mối tình em quen cũng 4 năm ạ. Nhưng mà em chia tay là do công việc của anh ấy thì không có ổn định. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay cũng 1 năm ạ. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là phải chân thành, sau đó là cũng yêu với gia đình. Với lại nếu như mà tụi em có thể tiến xa hơn thì em mong người bạn trai của mình cũng yêu thương ba mẹ em giống như là em cũng yêu thương ba mẹ của anh ấy giống vậy. Có... được không trai? Dạ được hết, được em hết. Yêu ba má em lắm. Thương ba má nhưng có thương ba má bên vợ như thương ba má mình không? Dạ có. Em thích cái người ngoại hình như thế nào? Thì em thích cao hơn em chút, từ 1m68 trở lên. Con trai thì da đen, càng đen thì em càng thích. Dành cho nó men. Nhưng mà chị hỏi thiệt, bây giờ nhỏ hơn em 2 tuổi em có ngại gì không? Nếu như mà bạn nó chín chắn trưởng thành thì em cũng không ngại. Em thưa chị. Cao nha, tóc tai được, mặt mà mũi được. Không mặc quá nha chị. Bình dây. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Về ngoại hình hả chị? Ừ. Dơ bẩn, đúng tay đúng chân, đúng tay đúng chân. Tao xè tay ra coi. Sạch sẽ. Ủa để móng đó dài dài chi vậy cơ? Dạ để móc đàn phải không? À móc để móc. Đầu có gầu không chị? Trời đất ơi. Lại đây coi. Dạ không, con kỹ lắm.
kỹ lắm hả? Dạ. Ủa mà sao tự nhiên kiểm tra đầu vậy? Lần đầu tiên tôi thấy kêu kiểm tra đầu á trời. Không có gầu, không mới gầu chừng á. Có một ký à, có một ký à. Giống Hàn Quốc lắm nha. Rồi nếu bây giờ được thì khi nào em nghĩ mình tiến tới hôn nhân được? Tùy vào tình cảm hai bên. Nếu như mà hai bên quen nhau mà tình cảm đã thấy chín mùi rồi thì em nghĩ là tiến tới được. Em là nhỏ hơn cổ 2 tuổi. Dạ. Em nghĩ chừng nào em kết hôn? Dạ em thì không quan tâm đến việc kết hôn sớm sớm hay muộn. Em nếu mà em và bạn gái cái bên có thể tiến tới độ hôn nhân á, thì nếu mà đủ vững vàng và đủ tiềm năng kinh tế thì em sẽ kết hôn. Có nụ hôn đầu đời chưa? Mới nắm tay rồi chưa hôn. Mới nắm tay chưa hôn. Mà sao không hôn luôn? Không kỳ lắm. Trời ơi. Lát luôn nha. Mạnh dạn lên nha. Dạ để em gán được. Gán lên đi cưng. Được, cũng dễ thương. Rồi ở bên đó mẫu người bạn gái lý tưởng của em sao? Dạ em thì không có mẫu người lý tưởng riêng cho mình. Em chỉ muốn bạn gái giống mẹ em là được. Mẹ em sao tả sơ coi. Dạ mẹ em là một người cực kỳ dễ thương. Cực kỳ dễ. Nghĩ nào cũng dễ thương hết. Chửi cực kỳ nhiều. Trời đất ơi. Chửi ai? Dạ chửi em. À vậy hả? Em vậy? Với mẹ em thì không hợp. Em thì tiếp người thích lắng nghe nói. Mẹ em chửi thì em nghe. Mẹ em thì ngoài những cái đó thì mẹ em rất là người rất là đảm đang. Có thể lo từ việc nhà việc cửa. Ngoài ngoại hình của mẹ em sao? Dạ ngắn chủng, ngắn chủng. Trời ơi, ông diễn tả mẹ ông thấy thương luôn vậy. Trời ngắn chủng hả? Dạ. Người ta nói mẹ gì cho nó tốt tốt. Nói mẹ chửi con. Rồi nói mẹ ngắn chủng nữa. Nhà em với mẹ em như là hai chị em vậy. Nói mẹ em dễ thương. Dạ dễ thương. Dễ thương nha. Rất là dễ thương. Nhìn gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu như mà tình cảm với lại kinh tế đủ thì em cũng đi. Em ghét cái tính xấu của đàn ông gì nhất? Em ghét con trai hút thuốc lá. Hút thuốc lá có hút quân cưng? Dạ không, con không bia rượu hút thuốc luôn. Rồi thằng gái dễ thương lắm em. Dạ được á, rất là dễ thương luôn á. Thôi bây giờ mình hỏi về thân nữa coi. Hôm nay em đi với ai? Em đi với mẹ em. Rồi đi với mẹ cho chị gặp mẹ nha. Rồi chào cô. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của bé Xuân. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá mẹ ngán. Thật sự mẹ ngán. Dạ không, mẹ con rất là dễ thương. Dễ thương kiểu đó là cô sợ. Đã chửi con được thì con dâu như thế nào? Không cô, thật chứ là bạn trai nói chơi vui thôi. Chửi là dễ thương, dễ yêu đó cô. Dễ yêu, chửi yêu thôi. Thôi cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Này nó vẫn chơi, nó dễ thương thôi. Con suy nghĩ lại. Con bảo đảm với cô, không bao giờ có người phụ nữ nào mà chửi con từ sáng sớm. Người ta cũng chỉ nói yêu thôi. Dạ. Thật sao? Sự là cô cũng rồi, rất e dè. Ta sẽ giải quyết chuyện đó. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Sao đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của công ty không ạ? Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của bạn Bình ở công ty ạ. Thì chị thấy bạn gái ở bên đây thì dễ thương. Cũng có thể là hợp với tính em về cái phần nội tâm. Mong là hai bạn sẽ đến được với nhau. Tại vì chị thấy các bạn bên đây là dễ thương. Rồi, rồi cảm ơn em gái. Bây giờ sẽ cho các bạn hết phút để trò chuyện với nhau. Chúng ta cảm nhận. Mở rào. Dạ, xin chào bạn. Mình có món quà bạn nhỏ tặng bạn. Dạ. Làm một bài hát đi em. Chuẩn bị một bài hát. Và mình muốn hát riêng tặng bạn là bài Thằng Điên. Sao tôi lại lãng thang, tình yêu thì miên man. Ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngỡ ngàng, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến đúng lúc tay anh san vượt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng. Hình như đều kêu tên nôi, ôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Dạ rồi. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em cảm nhận về bạn là bạn cũng như giống như y khuôn những cái tiêu chí của em là mặt mâm chút xíu, dễ thương chút xíu. Bạn rất là dễ thương ạ. Mình hơn bạn tới 2 tuổi thì bạn có ngại vấn đề đó không? Dạ không, không thành vấn đề ạ. Còn về vấn đề tôn giáo á, thì nếu như mà hai đứa mình mà quen xa hơn thì bắt buộc bạn là phải theo đạo của mình. Tình yêu đủ lớn và mình thương bạn thật lòng thì mình chắc chắn sẽ vào đạo cùng bạn đó.
Hiện tại thì bạn ở quận mấy? Dạ hiện tại thì mình ở quận nhất luôn, gần công ty mình luôn. Không có dạ nữa. Quê dạ. Mình ở đâu ạ? À? Dạ quê mình ở Cần Đước, Long An. Quê mình ở Tiền Giang. À, gần nhau đó. Quyện nào? Dạ Gò Công Đông ạ. À. Gò Công Đông, ồ. Cần Đước đi về Gò Công Đông qua cầu Mỹ Lợi sát bên nha cưng. Con không biết đâu chút. Trời ơi. Nói đó mình không biết. Quan điểm về tình yêu như thế nào? Rồi chuyện hôn nhân như thế nào? Dạ. Quan điểm về tình yêu của em là chỉ cần hai người chân thành, thấu hiểu và biết chia sẻ lẫn nhau, đừng có giấu giếm nhau. Dạ. Nhưng mà nếu khi mà mình tiến tới thì bạn có thể mà yêu thương gia đình của bên mình giống như là của bên bạn không? Dạ chắc chắn là có. Dạ đi, trời ơi anh em đi. Hẹn hò mà bà mà dạ. Chắc chắn là có. Lúc mà mình nói mẹ mình giữ chỉ là mình nói chơi. Mẹ mình rất là yêu thương mình nên cái gì cũng lo, nên cái gì mẹ cũng la mình muốn mình trưởng thành, chứ không phải là la để tối ngày này vậy. Nó chỉ là la yêu thương thôi. Ý là nói thậm sưng lên thôi, có ở với mẹ đâu, ở Sài Gòn mẹ ở dưới quê mà làm sao mà la suốt ngày được, đúng không? Từng nào đúng hơn á là mẹ em càm ràm em. Dạ đúng nhắc rồi. Nhắc nhở em thôi. Dạ đúng rồi ạ. Chứ mai mốt đừng đi đâu nói chửi người ta hiểu lầm nha cưng. Dạ. Nha bé nha. Dạ. Như bạn có một cái mẫu người lý tưởng nào cho mình hay không? Mình thì cũng không có xây dựng mẫu người lý tưởng cho mình. Chỉ cần người đó là chân thành, yêu thương gia đình hai bên, với lại có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Mình á thì không biết bạn yêu thích cái thế giới ngoài kia ra sao, yêu thích những gì ở cái thế giới đó. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, mình, một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó, sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Quá ngôn tình. Đã có một chút gì đó cảm nhận về nhau, cũng đã hỏi ý kiến người thân. Hai bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, xem có đủ để chúng ta có thể đến với nhau, hẹn hò với nhau hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Trái tim rung động hẳn bấm. Chúng ta hãy làm theo sự suy nghĩ và trái tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta thấy có rung động với đối phương thì chúng ta nên cho mình cơ hội. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phải thì chúng ta không bấm, để cơ hội đó dành cho những người khác, những người đang theo dõi chương trình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà bạn gái không bấm. Nhưng em có thể nói một điều gì đó vào lúc này. Em không bấm, không có phải là suốt cuộc đời này em không bấm. Nhưng mà em muốn, nếu như mà bạn nam muốn có ý với em á, thì bạn có thể thuyết phục mẹ em được. Thì tụi em cũng có thể cho nhau cơ hội. Bây giờ em vẫn chưa đủ rung động để mà bấm nút mà. Dạ. Em trai nghĩ như thế nào? Dạ em thì em cũng hơi nuối tiếc một chút. Không sao cả, chàng trai trẻ. Em là một người theo chị đánh giá là rất là dễ thương, rất là chân thành. Và cũng có rất rất nhiều cô gái đang theo dõi mà có thể là cũng đang rất là mê em luôn đó. Đây cũng thuộc loại là hot boy đó, hãy tự tin lên nhé. Dạ. Cô à, đây là hai hồ sơ rất hợp với nhau về tất cả mọi thứ. Rất hợp nhau về tâm tư, tình cảm, những cái ý. Gọi là hai bạn rất hợp, chúng tôi đã lựa chọn cả ngàn hồ sơ. Và đây là cái duyên, nó rất là có duyên với nhau. Nhưng mà thôi, có thể là họ không có phận với nhau. Linh nghĩ rằng là yêu thương nhau là quyền của bọn trẻ. Có đôi khi vì tất cả mọi thứ họ sẽ vượt qua. Và nếu như mà bạn ấy có cố gắng thì cô cũng cho bạn ấy cơ hội nha. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được người yêu thương của mình. Đây, nha. Đây là cặp gối của Niệm Cao Su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam gửi tặng các bạn. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói đến từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Allen. Ôi, nhìn hai bạn trẻ mỗi người một hướng mà mình cũng đau lòng. Thôi bây giờ biết sao được, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Còn điểm yếu của em là sợ ma với anh Huyền Linh. Diệp Duyên là tham gia một cái talk show, anh Linh có chia sẻ là sợ ma. Rồi, tôi không hề biết luôn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình đi.
Dạ, em tên là Ngọc Lợi, năm nay 39 tuổi. Em đang làm việc kế toán ở quận 3 và sinh sống ở quận 7. Là mình sinh ra lớn lên ở đây luôn. Còn bạn trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Danh Hưng, năm nay 41 tuổi. Em đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Em ở làm công ty thì ở quận 1, em thì ở Thủ Đức. Em là kỹ sư điện, hiện đang giám sát công trình xây dựng. Điểm mạnh điểm yếu của mình đi lại. Điểm mạnh của em là dịu dàng, sâu sắc và khi yêu thì rất là chân tình, sống có trách nhiệm với gia đình và công việc. Còn điểm yếu của em là sợ ma giống anh Huyền Linh. Em sợ ma lắm hả? Dạ. Sao biết tôi sợ ma? Anh Huyền Linh biết không? Tại vì cuối tháng 10 á, em có duyên là tham gia một cái talk show của bên chùa Giác Ngộ á. Thì chùa phỏng vấn anh Quyền Linh. Dạ. Thì anh Linh có chia sẻ là sợ ma. Trời ơi. Tôi không hề biết luôn. Trời ơi mà em biết em hay quá. Em cho chị một thông tin rất là bổ ích. Nên em phát hiện bí mật mới của anh. Mình phải bữa biết đừng đi chùa. Sợ ma cũng là một cái điều rất dễ thương mà. Rồi, bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em chỉ được cái là hiền lành, thật thà thôi, chứ điểm mạnh thì cũng không có nhiều. Em có sợ ma không? Ma thì em không có sợ ma. Rồi, được. Điểm yếu của em là em hơi ít nói, hơi rụt rè một xíu. Một cái điểm yếu nữa là em là làm kỹ thuật cho nên nó không được lãng mạn cho lắm. Trong lúc hẹn hò có khi là không biết cách để mà gọi là có hiểu được tâm lý của bạn nữ á. Em gái có thích lãng mạn không vậy? Dạ em thích lãng mạn. Đó, thích lãng mạn nhớ nha. Suy nghĩ cái gì cho lãng mạn đi. Phải cố gắng lên chút xíu nha bạn nha. Nhưng mà khi mình yêu là tự nhiên mình có cái động lực anh. Đúng rồi. Tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì em có 4 mối tình. Mối tình thứ nhất là 1 năm anh này ở dưới quê thì ba mẹ ảnh không có chịu con gái thành phố á, cho nên là bắt ảnh lấy vợ. Mối tình thứ hai á là quen được 6 tháng thì anh này ảnh còn nhớ người yêu cũ quá cho lên đường luôn. Và mối tình thứ ba là em quen được 1 tháng. Trời ơi, ngắn vậy. Thì quen mới có 1 tháng mà anh này đề nghị là bốc tem xúc thử chút hôn nhân rồi. Nhưng mà em quan niệm của em là yêu á thì yêu hết mình, nhưng mà em sẽ dành chọn cái điều thiêng liêng đó cho người chồng của em thôi. Ngọc nó mới có 1 tháng mà đòi bóc tem. Mới có 1 tháng mà đòi bóc tem. Trời, người cuối thì chắc cũng khá lâu á chị. Bóc tem chưa? Dạ chưa. Trời ơi, còn Nguyên. Rồi sao chia tay? Em phải để dành cho chồng em chứ. Cũng được 1 tuần á chị. Chị. Kỳ vậy? Chị biết sao không? Anh này á, ấn tượng đầu tiên là gặp ảnh là ảnh ngoáy mũi hả chị? Ngồi ngoáy mũi hả? Dạ, mà em hình ảnh gì xấu vậy? Ngoáy vậy thì không tạo ấn tượng tốt cho em gì hết. Cái ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi mà càng ngày thấy anh nói chuyện vô duyên quá. Trời ơi, cái đường tình em chắc trở quá. Dạ. Cho người chồng quen ta tháng rồi bóc tem nha. Không có đâu. Không có hả? Chứ quen mấy tháng bóc tem? Cứ đó thì tùy tình cảm nó tiến triển tới đâu mới biết được. Nào, có mấy mối tình rồi? Em thì cũng đã từng trải qua 2 mối tình, một mối tình đơn phương và một mối tình chính thức. Chính thức thì quen nhau cũng gần 3 năm. Bạn gái ấy là dạng có bắt cá hai tay á. Cái nghề của bạn là đi nhiều lắm hả bạn? Em đi giám sát công trình cho nên cũng hay đi công trình ở các tỉnh. Đó. Dạ. Rồi thành phố luôn hay mình còn hay đi bây nữa giờ không? Thì xin về thành phố luôn rồi. Rồi bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em mong muốn là tìm một người bạn trai có 4C: chân thành, chín chắn, trung thủy và chu đáo, khoảng 1m7. Hoặc nếu mà anh này quá dễ thương hay gì đó thì em có thể châm trước hạ xuống khoảng 1m67. Anh trai hình kia bao nhiêu? Em 1m68 chị ơi. Em thích ngoại hình vừa người, hoặc nếu tròn tí cũng được để ôm đó. Đã Cái mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Tại vì em thấy anh Quyền Linh rất là chân thành và sâu sắc. Rồi. Bên kia sao? Anh em sợ ma sao? Đó nha. Dạ. Nếu mà người như anh là sợ ma là em sợ ma nữa là mệt lắm á. Anh ơi, nhưng mà thí dụ 2 người sợ ma mà ôm nhau thì 2 người hết sợ. À, okay.
Rồi vậy thì mẫu người của bạn trai bên kia là như thế nào? Em thì thích người bạn gái về ngoại hình thì cũng tương đối dễ nhìn, cũng từ 1m55 trở lên, không quá mập. Nói chung là người xin mắt giùm em nha chị. Rồi để chị coi cho. Rồi chào chị. Rồi chào anh. Sao mẫu người lý tưởng anh như thế nào? Em thích người phụ nữ là biết chăm lo cho gia đình, tôn trọng người thân trong gia đình hai bên. Có vẻ thích người hơi truyền thống chút xíu ha. Hơi truyền thống chút xíu đúng không? Vâng. Anh lập nghiệp trên đây luôn hay là về lại quê mình? Em lập nghiệp ở đây luôn. Lập nghiệp trên đây luôn. Mình đã có nhà cửa gì trên này chưa anh? Em có căn hộ ở Thủ Đức. Rồi, như vậy là cũng ổn rồi, công việc anh ổn định, nó lên đây lập nghiệp luôn. Em không thích điều gì người phụ nữ? Tức là hung dữ, cằn nhằn hay là nhiều cũng không sao, nhưng mà đừng... Tức là cằn nhằn là không được đúng không? À, vâng. Em chào anh Huyền Linh. Chào. Nhìn mặt anh hiền không anh? Anh hiền. Theo cái giác quan của anh á, anh là người rất là phúc hậu, rất nhẹ nhàng, thậm chí là một người yêu thương vợ đó. Em thích người chồng mà có sự chia sẻ đồng cảm với vợ. Dạ, chứ đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không em? Dạ không anh. Anh hiền lắm, hiền khô à. Nhiều khi em là người ăn hiếp ảnh luôn á. Có đó anh, em hiền lắm. Hiền lắm hả? Dạ. Chỉ có ảnh không sợ ma thôi, nhưng sợ vợ. Được không? Được đấy. Không anh, em cưng chồng lắm, không để chồng sợ vợ. Cặp này còn bộ được rồi. Đó nha. Ghét gì nhất ở đàn ông? Em ghét đàn ông nhậu nhẹt bê tha. Nhậu không? Chà, có anh. Thì vẫn là có nhậu rồi. Dạ, sao có nhậu, nhậu nhiều không? Có nhậu nhưng mà không có bê tha. Anh ơi, nhậu mà có thể mà chạy xe về Bình An về với em được không? Dạ, anh vẫn đi bình thường. Dạ, anh... chứ không nhậu được. Mà... Không được, cái này tôi phản bác. Đã nhậu không nên lái xe. Không nên lái xe. Đã nhậu thì không thể về Bình An được. Chứ không thể nói nhậu cũng ráng về với em. Đôi khi nhậu ở mức độ mà mình cảm thấy mình an toàn về thôi. Không được, đã uống rượu bia không nên lái xe. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người bạn học. Dạ, em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường, chào anh Hưng cùng với vị khán giả. Em Minh Thúy là bạn của chị Lợi. Anh Hưng ơi, chị Lợi của em tuy là hôm nay hơi nói hơi bị nhiều xíu, nhưng mà bình thường chị nói rất là ít và rất là hiền. Nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu sắc. Anh cho em phỏng vấn xíu nha. Cái ngành của anh theo em được biết thì đi công trình thứ bảy chủ nhật thì ước tiệc tùng bạn bè nhậu đúng không anh? Nếu như mà hai người mà hợp ý với nhau á thì anh có bỏ được bỏ bớt thôi, em không yêu cầu là bỏ nhiều, nên là ví dụ hồi xưa mình nhậu 10, giờ mình bỏ 9 đi, còn 1 dành cho vợ con, tại giờ mình cũng lớn tuổi rồi, thì anh có đáp ứng được yêu cầu như vậy thôi. Không, chị nói thì anh đáp ứng được, vì bình thường hiện tại cũng đã hạn chế rồi. Chị Lại ơi, em thấy anh này rất là hiền luôn á. Được không? Ừ, hiền. Nhìn cái vẻ mặt của anh là chắc hiền quá nên bị bạn bỏ đó. Còn em. Rồi. Em trai đi với ai? Em đi với cô Dượng với lại em họ. Xin chào chú Bình Linh với cô... Dạ. Các Tường và toàn thể quý khán giả trong trường quay. Tôi tên Ngô Mạnh, 65 tuổi, dượng của cháu Hưng. Qua cái trình bày riêng của cháu và bên cháu gái thì cũng thấy là hiền rồi, cũng coi được. Thì tùy nếu mà chấp nhận với nhau thì mình từ tìm hiểu nhau, thì cũng tiến tới mình hôn nhân thôi. Dạ, cảm ơn chú ạ. Rồi, kéo rào nha, cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Đầu đi em. Rồi, mời hai bạn. Cô bó hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Cái quyển sách này em gửi tặng anh để anh hiểu thêm về trái tim nữa. Dạ. Sách đó là anh Linh sản xuất luôn đó. Cô này cũng mê Linh lắm nè. Em sẽ hát tặng mọi người bài Nhỏ ơi. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hồi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên. Bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Anh thì hát không hay nhưng mà anh cũng có một vài câu. Kể luôn Kiên Giang mình đẹp làm sao. Thiếu. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thắm ước
đúng giờ mình hẹn hò là đời bớt sầu lo. Mình sai lời. Đấy, hẹn hò là đời bớt sầu lo. Rồi. Khi có gia đình thì anh muốn có khoảng mấy người con? Và anh có quan trọng là bắt buộc phải sinh cho anh một người con trai không? Anh thì không quan trọng là trai hay gái. Sinh hai đứa là vừa. Được thì khi nào mới kết hôn được? Ta 39 tuổi rồi đó, đòi đẻ hai đứa là phải làm liền đi chứ. Dạ, em thì khoảng 6 tháng đến 1 năm anh. Để cho cái tình yêu mình nó thăng hoa thì mình đến với nhau. Anh thì anh cũng nghĩ vậy. Anh có gia trưởng không anh? Anh nghĩ anh bản thân anh nghĩ anh không có gia trưởng. Thôi này cũng hiền khô hà, dân miền Tây nữa gia trưởng khi mà gì? Về sống á thì anh có sẵn sàng chia sẻ công việc với vợ không? Nếu như vợ mệt á, anh có thể lặt rau hoặc là nấu cơm phụ vợ được không? Không, cái những chuyện đó anh làm được, anh vẫn nấu ăn được chút chút thôi. Chứ là nấu thì anh thấy anh ăn được, mà người khác thì không biết sao. Nhưng mà anh sẵn lòng phụ vợ phải không? Có giặt giũ phụ vợ không? Giặt giũ cũng được, cũng dọn làm được. Nhà cửa phụ vợ không? Em thì sống tự lập mà, chứ đây sống tự lập từ thay tả giũ. Cho con bú phụ vợ không? Cái đó là trách nhiệm mà sau này phải làm thôi. Ừ, được. Ấn tượng đầu tiên gặp anh á là em thấy anh hiền, khá đẹp trai. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em sao? Anh thấy em thì cũng dễ thương. Được giống như người anh đang tìm. Hy vọng là hai mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút hay không là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm nút rồi là được hôn rồi đó anh.